Có Phật tử hỏi rằng: Kính bạch Thầy, sư Thầy ở quê con tuy là người xuất gia nhưng Thầy vẫn tổ chức cho chúng con hầu đồng và bản thân Thầy cũng hầu đồng, thì không biết việc ấy có đúng hay không? Không biết Phật tử này quê ở đâu. Thì cái chuyện này, thưa đại chúng, đấy là sư Thầy xuất gia rồi mà tổ chức cho Phật tử hầu đồng, rồi lại bản thân mình cũng hầu đồng nữa, thì đúng hay sai với bổn phận của người xuất gia? Thưa đại chúng, Thầy trả lời rất rõ, điều này là hoàn toàn sai đối với bổn phận của người xuất gia. Đệ tử xuất gia của Phật là quy y Phật Pháp Tăng. Quy Phật rồi là không quy y trời, thần, quỷ vật. À, mà bây giờ mình lại còn hầu chính mình hầu đồng nữa thì sai rồi. Trong kinh 42 chương Đức Phật dạy người xuất gia những cái này còn không được làm này: xem thiên văn địa lý, à, đoán tướng số cho người, đều là việc không được làm đấy. Như thế là sai mất bổn phận của người xuất gia. Người xuất gia phải chăm tu giới định tuệ, trau dồi giới đức, rèn luyện trí tuệ, học hỏi kinh pháp, vào luyện tâm mình, thanh tịnh tâm mình để chứng thánh quả. Đấy mới là bổn phận người xuất gia, chứ không phải xuất gia bây giờ lại đi làm cái việc kia. Cho nên trong kinh 42 chương Đức Phật cấm xem thiên văn, xem địa lý, xem bói toán này khác, đều là không đúng bổn phận người xuất gia. Đã không đúng rồi bây giờ còn đi nhảy đồng, hầu đồng nữa, tự mình lại hầu đồng nữa, khuyến khích Phật tử hầu đồng là sai mất rồi, là sai rồi. Đây, thưa đại chúng, đây, ở đây có bài kinh Nhân Quả này. Trong kinh Nhân Quả, Đức Phật nói trinh thiện ác nhân quả đây, thưa đại chúng, đây, đây thiện ác nhân quả. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch đây, nói rất rõ làm sao? Nói về chuyện hầu đồng, bà đồng. À, đời nay làm bà đồng bảo người ta sát sinh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc họa ngũ đạo, thổ địa, ông hoàng bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối gạt người. Sau khi chết, đọa vào địa ngục trước thiệt, bị quân ngục tối băm chém mổ xẻ thân thể, lại bị chim sắt mỏ sắt moi hai con mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mả, xem ra trạch đoán cát thung, năm họ tiền lợi, an long giận mạch, vân vân, nói càn những điểm tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào địa ngục thiết đồng, có rất nhiều chim đậu trên mình, mổ móc thịt ăn, dây dỉa gân xương, chịu khổ vô cùng. Đây là trong kinh Thiện Ác Nhân Quả nói rất rõ. Nghe không? À, chúng ta biết rồi, hầu đồng cũng giống như là để cho vong dựa, nó mượn thân xác của mình rồi, chiếm đoạt luôn rồi. Cho nên những người mà đồng bóng đó, đại chúng biết rồi đấy, tính nết thường hay bị thất thường là vậy. Có phải không? Cái này là chính kinh Phật quả trách. Chư Tăng, ở đây Thầy nói chư Tăng là không được phép hầu đồng, không được phép lại tổ chức cho Phật tử hầu đồng, mê hoặc như thế. Nghe không? Làm mất mình đấy. Đệ tử Phật phải làm chủ chính mình, mình phải làm chủ chính mình. Mình làm mất mình thế đâu được. Vâng. Đó. Thế cho bây giờ thì có một số nói rằng là cái việc thờ mẫu, thờ Tam Phủ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Thì đây là UNESCO công nhận cái gì? Cái tín ngưỡng thờ mẫu. Vâng. Đây là do xuất phát từ việc chúng ta tín ngưỡng thờ nữ thần, thờ người mẹ. Rồi ở Việt Nam mình ấy, từ đó biến thành việc thờ mẫu. Ví dụ như mẫu Liễu Hạnh
hay là nguyên phi ỷ lan sau này họ cũng coi như là một vị mẫu. Vậy những vị này là thế nào? Là những cái vị rất tiết hạnh, rất có công lao. Đấy, nhưng nguyên phi ỷ lan đại chúng thấy là gì? Nó gọi là mẫu nghi thiên hạ. Các vị đó có công đức với đất nước, và đúng tinh thần thờ là để chúng ta kính trọng học hỏi những cái đức hạnh của các vị này. Nhưng sau này rồi từ cái việc này nó bị biến thái đó. Đó, thế nhưng UNESCO họ công nhận là công nhận cái hình thức văn hóa ở đây là những cái điệu nhạc, wow, tế cúng trong đó, những cái điệu múa. Nhưng còn cái hồn, cái nội dung của cái việc mà hầu đồng đó, rồi mê mị quần chúng thì không phải là UNESCO công nhận cái việc này. Rõ, đại chúng rõ, hai cái khác nhau. Giống như UNESCO cũng công nhận hát chầu văn, công nhận hát quan họ, rồi hát xoan ở Phú Thọ là văn hóa phi vật thể. Đấy thôi, chứ không phải công nhận cái việc mà lên đồng, rồi hù dọa, rồi những cái hình thức mê tín, không phải. Đại chúng phải rõ như vậy nhé, hai cái khác nhau. Không rồi chúng ta lầm, một số Phật tử nghĩ vào cái này được UNESCO công nhận, cho nên ta thoải mái, ta hành cái nghề này. Nhiều khi ta làm cái việc này rõ ràng là tuyên truyền mê tín, trái với chính pháp của Phật. Nếu là đệ tử Phật không được phép làm cái việc này. Chúng ta nhớ Phật dạy quy Phật không quy y trời, thần, quỷ vật cơ mà. Có phải không? Trời mình còn không quy, không theo. Thần mình cũng còn không theo, không quy theo. Phải không? Thế mà là sao? Hầu đồng nhiều khi là những cái vong linh rất linh tinh họ nhập vào. Họ bảo là thánh, là mẫu. Ở chùa mình đầy những hiện tượng như vậy đấy. Rất nhiều vong linh vất vưởng, chết đường, chết chợ, nó nhập vào. Nó về, nó bảo nó là mẫu đây. Nó là Quan Âm Bồ Tát đây. Thế rồi mình không biết, rồi cứ lễ bái nó xì xụp chết đó. Đó. Chúng ta phải rõ cái gì là những cái đúng, cái gì là chính pháp, ta giữ gìn và ta tuyên dương. Cái gì là tà pháp, là ta phải bài trừ. Tăng sĩ, đệ tử Phật phải rất rõ ràng chuyện này, không được lẫn lộn. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi là, sư thầy ở quê con tổ chức cho chúng con hầu đồng và bản thân thầy cũng hầu đồng, đúng hay sai? Thì thầy nói thầy ấy làm như thế là sai rồi, không đúng bổn phận của người xuất gia, không đúng giới luật của người xuất gia nữa, không đúng. Nghe không? Tu sĩ đệ tử Phật sao lại thế? Đấy, thầy xin được trả lời Phật tử này như vậy. Con thấy người ta hay đi chùa đầu năm để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an cho cả năm. Con còn thấy người ta nói là đi được càng nhiều nơi thì được càng nhiều lộc. Quan niệm ấy không biết có đúng không, thưa Thầy? Đấy. Thì vị này chắc cũng Phật tử đây. Nghe người ta nói rằng là đầu năm mà đi được càng nhiều nơi thì càng được nhiều lộc. Nhiều nơi chắc là nhiều chùa thì càng nhiều lộc, có phải không? Thế chúng ta biết rồi, lộc không phải chỉ là đi chùa nhiều. Vì nếu nói là chùa là chỗ cấp lộc cho mọi người thì không phải. Mà mỗi người phải biết ứng dụng Phật Pháp vào tu tập thì sẽ sinh ra phúc lộc cho chính mình. Nếu đến chùa mà chùa đấy giúp cho mình tu tập được Phật Pháp thì đúng là đi chùa ấy mình sinh ra lộc. Còn đến chùa chỉ là ngắm Phật vào để khấn Phật không thôi ấy, thì chưa hẳn đã sinh ra phúc lộc nhé. Không khéo mà đi nhiều như thế, không cẩn thận lại còn bị mất cắp thì là nguy, nghe không? Câu hỏi này thầy xin trả lời như vậy nhé. Chúng ta phải biết lộc đó là từ phúc mình mà ra. Phúc thì phải do tu mới được, không thể chỉ đi không, vãng cảnh không thế mà được. Thưa Thầy, cho con hỏi, nếu đi chùa con không có ý định cầu xin gì cả mà chỉ để tham quan vãng cảnh thôi thì có được lợi ích gì không hả Thầy? Phật tử này nói, con không cầu nguyện gì, không xin xỏ gì, con chỉ tham quan vãng cảnh thôi. Thế thì bây giờ Thầy nói là tham quan vãng cảnh ấy, nó cũng là cái duyên. Nếu mà là duyên tốt thì mình sẽ được lợi. Nếu tham quan vãng cảnh mà cái cảnh ấy không đem lại cái tốt cho mình thì không được lợi.
Thầy nói đấy, nếu tham quan đến chỗ đấy này, chùa cũng không có tổ chức gì đến đấy, toàn để đánh này khác vào, làm những cái điều mê tín. Rồi mình vào đấy, mình nhìn, mình ngắm, mình xem thì chưa hẳn đã được lợi. Đó. Thế còn nếu chúng ta bỏ đi để cho tâm nó thanh thản thì có thể là tốt, đi ngắm cảnh chùa, không lễ khấn thì thôi đến chùa để lấy cái không khí của chùa cho tâm mình nó thanh thản. Tâm thanh thản, an lạc thì thôi, thế là được, với lợi ích cho thân mình. Bây giờ Thầy dành thời gian để trả lời một số các câu hỏi. Những câu hỏi này là ở trên mạng. Câu hỏi: con bạch Thầy, con là Nguyễn Trần Hải Đăng, địa chỉ email là chip2705a@yahoo.com. Nội dung câu hỏi thế này: kính bạch Thầy, tại sao khi lên chùa bị trổ nhiều nghiệp thì có người giải thích rằng do mình lên chùa có phước nên nghiệp trổ ra để mình tu mà chuyển nghiệp, nhưng con cũng lại nghe rằng do tâm nương tựa vào đại tăng và người hướng dẫn tu tập không chặt nên mới bị trổ nhiều nghiệp. Vậy như hiểu như thế nào là đúng ạ? Xin Thầy chỉ dạy. À, Phật tử Trần, Nguyễn Trần Hải Đăng có đưa câu hỏi rằng có người nói thế này này, tại sao lên chùa bị trổ nhiều nghiệp? Thì người có người giải thích là do lên chùa mình có phước nên nghiệp mới trổ ra để mình tu tập cho nó chuyển nghiệp. Nhưng cũng có người nói rằng do tâm nương tựa vào đại tăng của mình nương tựa không chặt nên bị trổ ra nghiệp. Thế giờ chúng ta hiểu thế nào? Thì thưa đại chúng, chúng ta ai ở đây cũng thế, đều mang nghiệp quả từ quá khứ trong những tiền kiếp và nghiệp quả của chính đời này, từ bé lúc ta lọt lòng mẹ cho đến khi ta lớn đến ngày hôm nay. Nghiệp quả của những kiếp quá khứ và nghiệp quả của hiện kiếp này, cái thân bây giờ ngày hôm nay chịu nghiệp của quá khứ. Quá khứ là quá khứ trong kiếp này và quá khứ của nhiều kiếp về trước. Và ai cũng thế. Thế nghiệp quả này nó sẽ trổ ra khi nào? Khi đủ duyên nó sẽ trổ ra. Đủ duyên, nghe không? Cái gì cũng thế, giống như cái cây nó phải đủ duyên nó mới trổ hoa, đủ duyên nó mới kết quả, chứ không phải nó trổ như thế nào. Kể cả là cây trổ trái mùa thì cũng là do mình ép duyên nó như thế nào đấy để nó trổ trái mùa, quả trái mùa, hoa trái mùa, thì cũng phải đủ cái duyên trái mùa nó mới trổ trái mùa. Như vậy cái đạo lý nhân duyên là tuyệt đối không có sai trái. Thế thì ở đây Phật tử hỏi rằng, Phật tử Nguyễn Trần Hải đang hỏi rằng, có người nói là do mình lên chùa bị trổ nghiệp, có đúng không? Thì thưa đại chúng, chúng ta phải nói là không đúng. Và mà ta chỉ nói là nghiệp trổ đủ nhân duyên. Mà ta đi chùa, ta học chánh pháp của Phật, ta ứng dụng tu hành, tu giới, tu đức, tu tâm, tu tuệ, thì ta được gì? Tăng trưởng phước báo. Tăng trưởng phước báo thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng. Wow. Giống như nước nóng mà nhiều thì nước lạnh nó sẽ, cái cốc nó sẽ bớt lạnh đi. Cốc nước của mình nó đang lạnh mà ta chế nhiều nước nóng thì cốc nó bớt lạnh đi. Thế ta đi tu tập phước tăng trưởng nha, thì nghiệp nó sẽ mòn mỏng đi. Đấy là rõ ràng. Và nhờ có phước cho nên chúng ta trả được nghiệp. Wow. Chúng ta trả được nghiệp nhé. Thế thì cái này đại chúng phải hiểu, không phải do đi chùa mà nghiệp trổ ra nhiều nha. Không phải, mà nghiệp nó đủ duyên là nó trổ. Duyên thế nào? Thế cũng như Thầy nói thế này, tất nhiên khi chúng ta mắc nợ, nó có một cái đạo lý này nữa này, chúng ta mắc nợ thì chủ nợ nó phải nhòm nhòm, khi ông có tiền nó mới đến nó đòi, đúng không? Ông đang nghèo kiết xác, nó biết đến đòi ông cũng chả có cái gì, đòi làm gì. Thấy ông dạo này làm ăn khá giả rồi, phải không? Có của ăn của để, bắt đầu đến đòi. Đòi lúc này là chắc là đòi được, nghe không? Như vậy ấy, cái anh chủ nợ anh đến anh đòi chúng ta là nhắm cái lúc mình ấy, mình trả được nợ nhé. Nó không phải đòi bất kỳ, nó không phải như người trần gian. Người trần gian thì nhiều khi ấy, bí lên là đến đòi, nghe không? Nhưng mà nghiệp thì nó tinh lắm. Nghiệp nó biết anh này ấy,
trả được nó mới đến nó đòi. Đấy là cái nguyên lý của nghiệp là như vậy nhé. Thế cho nên ấy, khi chúng ta đi chùa có tu tập, tu thân giới, tu tâm tuệ, có phước đức, lúc ý phước đức rồi thì chúng ta sẵn sàng trả nghiệp. Nếu nghiệp nó có đến nó đòi, ta trả được nó. Và thầy tin ấy, cái nghiệp nó sẽ tương ứng với cái phước của mình để mà mình trả được. Vì do mình có phước, mình trả. Chứ nó không phải như người trần. Người trần là người ta đang nghèo, có khi vẫn đến đòi. Tất nhiên mình cũng nhắm khi nào người ta giàu có mình cũng đòi, nhưng mà kể cả lúc nghèo cũng đòi, cũng ép người ta. Nhưng mà nguyên lý của nghiệp thì nó khác. Đủ duyên ở đây là khi phước mình tăng trưởng mà đủ cái sức để trả được nghiệp, nhất là mình lại có tu tập chính pháp của Phật, wow, thì mình sẽ có duyên để được trả nợ nghiệp nhé. Thì khi nghiệp đến ta trả nợ, không có gì ngại. Có thể khi mình đi chùa, wow, nghiệp này nghiệp kia nó đến là nó đủ duyên, mà mình có phước mình trả được nó, mình trả, nghe không có ngại gì cả. Cho nên cái câu bảo do đi chùa mà trổ nghiệp thì không đúng, mà nghiệp trổ hay không đều phải đủ duyên. Và chỉ biết rằng tôi đi chùa là tôi tăng trưởng phước báu, mà phước báu tăng trưởng là tôi trả được nhiều nợ, nhiều nghiệp. Thế thôi, tôi trả được nhanh hơn. Giống như tôi có tiền tôi sẽ trả nợ nhanh hơn. Thế thôi nhá. Và chúng ta hoan hỷ trả nợ, không ngại. Còn ở đây bảo rằng do, cũng có thể do nương tâm nương tựa vào đại tăng không chặt nên bị trổ nhiều nghiệp, nghe không? Ở đây thì thầy nói này, chúng ta khi mà đã nguyện nương tựa Phật Pháp và Tăng, nương vào chư Tăng dẫn dắt mình tu học, vâng, thì đúng mình phải nương cho chặt. Nương chặt thì đương nhiên mình sẽ được tốt đẹp. Giống như mình đang ở dưới giếng này này, bị rơi xuống giếng, có cái dây người thả xuống mà mình không bám chặt cái sợi dây này thì sao? Mình sẽ tuột, mình tuột mình sẽ rơi xuống. Đó, cho nên nếu mà không nương tựa chặt vào chư Tăng, ta tâm trí không có thiết tha, à, thì ai người ta đến nói ngược nói xuôi thì mình cũng thay đổi ngay. Ví dụ thầy nói giờ người ta bảo ăn chay mà làm gì, mà thế ăn chay này thì những con vật cái kia thì là nó đẻ nó đầy ra thế giới này thì để nó còn hết chỗ của người mình à, cho nên phải ăn thịt chứ, nghe cũng có lý. À, thế thì là phải ăn mặn ăn thịt chứ, à, nên người ta nói thì mình không biết đạo lý, mình không lương tựa. Thầy Phật dạy là tu tâm từ bi, à, nhưng mình nghe người ta nói thì lập luận hồi mình thấy có lý. Đấy, tức là mình không, khi mình có lòng tin nương tựa chặt ấy, thì mình ít bị dao động, và ít dao động thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Thế thôi. Còn đúng khi ta không thiết tha, không nương tựa chặt vào chánh pháp, chúng ta sẽ tạo ra nghiệp mới, tạo ra những nghiệp quả và tạo ra những cái duyên xấu để quả ác trổ ra cho mình. Còn nếu chúng ta mà nương tựa chặt vào chư Tăng thì chúng ta không tạo những cái duyên xấu. Không tạo duyên xấu thì quả ác có thể không đủ duyên mà trổ. Mà nó không đủ duyên trổ, có thể nó sẽ bị thui đi, và có khi nó diệt mất cái quả ác. Đó, thế chúng ta nhớ đấy. Ta có hạt giống mà ta không tưới tắm thì hạt giống nó sẽ chết thôi. Quả ác của mình nó đã có hạt giống rồi, nhưng bây giờ ta không tạo duyên ác cho nó nữa. Ta nương tựa chặt vào chính pháp và vào chúng Tăng thì nó không có cái duyên để cho quả xấu trổ ra nữa. Thế là mình không phải trả nghiệp ác. Đó, thì đấy, cái điều này là thầy xin trả lời câu hỏi của Phật tử Nguyễn Trần Hải Đăng nha. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta là Phật tử, ai cũng biết cái chữ thần thông vào tu học đạo Phật. Thế và nhất là chúng ta đã được xem cái bộ phim Tây Du Ký. Thầy nghĩ sở dĩ tại sao Tây Du Ký không những mà trẻ con mà người lớn cũng thích xem, vì trong Tây Du Ký có thần thông. Ngày xưa chúng ta xem phim, thầy nhớ cái hồi bé xem cái bộ phim Nút Milan và Lút Mila, thế rồi Aladdin và Cây Đèn Thần, à, mấy cái bộ phim của nước ngoài thì thấy là có thần thông, chứ hồi Việt Nam mình làm gì có những phim thần thông, thì đã là thấy hay lắm rồi. À, thấy có ông tiên xuất hiện, mà ông tiên gọi là tiên thời gian, thế rồi Aladdin một cây đèn thần xoa xoa một cái là vừng ơi mở cửa ra, rồi cầu cái gì là ông thần đèn ông hiện lên, nghe không? Thế là mình thấy hay lắm.
Sao cái hồi cái tuổi thơ thì nghĩ thích lắm cái gì mà mầu nhiệm thế, vì hồi bé chỉ được đọc những câu chuyện cổ tích và những câu chuyện cổ tích dân gian đấy. Thì trong cổ tích thì nói đến ông Bụt và nói đến ông Tiên. Thế thì mình ước làm sao mà có ông Bụt, ông Tiên mà thật sự ở trên đời này, để lúc nào mình khổ, mình buồn thì các ngài đến, các ngài chia sẻ, các ngài cứu vớt tận cho mình đỡ khổ. Ước ao lắm, một cái tuổi thơ thì nghĩ là mình lớn lên trong những câu chuyện cổ tích, nhưng mà nó cũng nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình. Không biết trẻ con bây giờ có còn hay được đọc những chuyện cổ tích như thế không? Đấy, câu chuyện cây tre trăm đốt và rồi câu chuyện Lý Thông Thạch Xanh đấy chẳng hạn, những câu chuyện thế, Tống Cám, những chuyện nhưng mà nó làm cho tâm hồn mình nó rất trong sáng, khiến cho mình hướng đến cái thiện, mình biết bỏ cái ác và nghĩ đến cái thiện. Đó, cái điều đó từ hồi bé thơ. Thế và chúng ta được nghĩ đến những cái vị thần tiên từ cái hồi bé qua những câu chuyện cổ tích dân gian này. Rất là quý, thầy nghĩ rất là quý. Cái này mình nên, ngành giáo dục nên phải duy trì. Đối với tuổi trẻ, tuổi thơ nên cho các cháu tiếp xúc với những cái này, nó rất hay. Chứ đừng tuổi trẻ giờ nhồi nhét ngay. Thầy thấy nhiều cháu bé bây giờ bé tí, bố mẹ đã nhồi nhét cho dùng máy tính, dùng iPad, dùng iPhone rồi. Rồi học tiếng Anh bằng máy tính, giờ về nhà nó toàn nói tiếng Anh rồi, nó chơi iPhone thôi. Đó, có khi rồi nó tiếng Việt nó lại không sỏi. Thế và sau này có thể cái kiểu giáo dục này ấy, lớn lên ấy, trẻ con có thể thành những người rất lạnh lùng. Nó không, vì nó tiếp xúc với máy nhiều. Cái quan hệ giữa con cái với cha mẹ, với những người thân trong nhà nó sẽ bị nhạt đi. Về cái là ôm vào cái máy, về là ôm cái máy. Rồi tại sao giờ trẻ con nhiều cháu bị tự kỷ bây giờ thế? Nó cũng là ảnh hưởng từ những cái này đấy. Cho nên những câu chuyện cổ tích đấy, đối với bé thơ thầy nghĩ là rất cần thiết. Rất cần thiết, rất nên có. Không nên bỏ nó đấy. Và chúng ta được tiếp xúc với thế giới của thần tiên, của những phép thần thông từ ngày mình bé thơ là như thế. Cho nên tại sao mà khi mà bộ phim Tây Du Ký ra đời, và trong đấy có ông Tôn Ngộ Không 72 phép thần thông, và rồi biến hóa thăng thiên độn thổ, rồi Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, tất cả vào đưa chúng ta vào cái thế giới rất là thích thú, rất là hay. Mà cái này thầy nghĩ nó cũng là cái ước mong của loài người, của con người. Ai cũng muốn mình có sức mạnh, có thể thần thông, có thể bay lên biến hóa. Bây giờ thầy đảm bảo, bây giờ nếu mà thầy nói là có một cái phương pháp giúp để mọi người bay được, thầy đảm bảo có khi tất cả mọi người ở đây đều đăng ký mình sẽ làm cái pháp đấy để bay vào. Hay là thầy thấy mình giảng thế này thôi, nhưng mà ở ngoài sân kia có ai trổ phép thần thông, thầy đảm bảo mọi người chạy ra đấy hết. Và không chắc đã ngồi giảng đường đâu, ở đây nghe pháp đâu, chạy ra xem ông trổ thần thông. Đúng không? Ai cũng thích, thực sự là như vậy. Vì thần thông nó là cái gì đấy rất là diệu kỳ, ai cũng là thích thú. Thì kính thưa đại chúng, vậy thì cái phép thần thông á, ở trong câu chuyện cổ tích, trong Tây Du Ký ấy, đối với đạo Phật của chúng ta thì nó có thật hay không? Nó có thật hay không? Hay cũng chỉ là những câu chuyện giống như trong cổ tích? Trong kinh của Phật, Đức Phật nói rất nhiều về những phép thần thông. Bản thân Đức Phật cũng thế. Thần thông của Phật thì là vô lượng rồi. Mà trong hàng đệ tử thanh văn của Đức Phật ấy thì tất cả những vị chứng thánh quả đều có thần thông. Và đặc biệt nhất ấy, ngài mà gọi là đệ nhất thần thông chính là ngài Mục Kiều Liên này, là đệ nhất về thần thông đấy, trong hàng đệ tử thanh văn của Phật. Vậy thì cái thần thông này nó có thật hay không? Nên thưa đại chúng, chúng ta chưa được gặp những bậc thánh giả có thần thông, hay những bậc tu đắc có thần thông. Nhưng mà thầy tin, và mình có thể bằng lý luận mình tin được thần thông là sự thật. Bởi vì sao? Vì bản chất của sự vật hiện tượng trong cái vũ trụ, cái pháp giới này là chúng liên thông với nhau. Và cái kết cấu của chúng nói cho là thầy nói thật là gì? Khoa học bây giờ thì phân tích các cái vật chất ấy, những cái phần tử nhỏ của vật chất đó là phân tử,
rồi nguyên tử, điện tử, hạt nhân và nhỏ hơn nữa. Vậy thì vật chất lớn như là quả núi cũng là những phần tử rất nhỏ, nhỏ bé kết hợp thành đó. Thế thì mà giữa những phần tử này nó đều có những cái liên hệ với nhau, mình gọi là có thể bằng từ trường hay bằng một cái năng lực điện chẳng hạn, tạm gọi như thế. Nhưng mà năng lực của tâm linh ấy, chúng ta cũng thế. Chúng ta với cái thân thể này, tâm linh của chúng ta nương gá tại nơi thân thể này. Tại sao mà tâm linh của mình lại vào được từng tế bào? Để chúng ta chạm vào bất kỳ một cái tế bào nào của mình đều cảm nhận được ngay, phải không? Chạm vào tóc, chạm vào tay, chạm vào da, chạm vào chân, chỗ nào mình cũng biết được. Thì như vậy mình có thừa nhận là cái tâm linh của mình nó đã thâm nhập phổ khắp vào từng tế bào không? Đúng rồi. Nếu mà cái phần tâm thức của mình nó không vào từng tế bào thì là tế bào chết. Làm sao mình biết được, mình cảm nhận được? Đó. Thế thì Thầy nói cũng giống như cái từ trường ấy chẳng hạn. Và nó phủ khắp vào trong cái điện thoại này. Cái điện thoại này là phải có cái từ trường. Cái điện trường nó phủ khắp vào, nó mới bắt được các cái sóng tín hiệu. Vậy ấy, cái điện trường hay cái tâm linh của chúng ta nó như thế nào? Nếu nói nó vào được trong từng tế bào, từng phân tử, nguyên tử, da thịt của chúng ta thì tức là nó rất nhỏ bé. Mà nhỏ bé có lẽ gọi là như là không, cho nên gọi là nhỏ như không. Đấy, trong Kinh Phật thì Đức Phật nói cái đơn vị nhỏ gọi là lân hư trần, vi trần này, cực vi trần, và nhỏ nữa là lân hư trần. Lân hư trần có nghĩa là cái vật chất ấy nó gần như là bằng không. Lân hư tức là gần như hư không, tức là gần như con số không rồi. Đấy, đấy, gần như con số không. Nhưng mà tâm linh của mình thì Thầy nghĩ rằng nó, bản chất của nó thật sự nó là không. Vào, cho nên nó vào được trong tất cả từng nguyên tử, phân tử, da thịt của chúng ta, chúng ta mới cảm nhận được chứ. Đó. Nếu nó không vào làm sao ta cảm nhận được? Thế thì nếu cái năng lực tâm linh này mà được rèn luyện, được tập trung thì chắc chắn nó sẽ có một sức mạnh rất lớn. Vào, chúng ta biết cái phản ứng của nhiệt hạch hạt nhân ấy, khi phân rã hạt nhân, bắn phá hạt nhân nguyên tử thì nó sinh ra một cái năng lượng cực kỳ là lớn. Đấy, những nhà máy điện hạt nhân là đều là gì? Chỉ là bắn phá những cái thanh uranium rồi khi bắn phá như vậy thì nó sinh ra một cái năng lượng. Khi mà mình tách nó ra thì nó sinh ra năng lượng. Giống như chúng ta mà dứt một thanh sắt, cầm một thanh sắt mình dứt ra thì tự nhiên thanh sắt nó nóng lên. Ta vò, ta uốn nó một lúc nó nóng lên, xong ta bè cái nó rời ra. Thì khi mà nó rời ra là năng lượng nó rất rất nóng, cái thanh sắt rất là nóng. Cũng thế, khi mà tách được các phân tử, các nguyên tử ra thì nó sinh ra một cái năng lượng lớn, người ta gọi là năng lượng hạt nhân. Khi mà bắn phá hạt nhân thì nó sinh ra cái năng lượng đấy rất lớn. Những nhà máy điện hạt nhân là lấy cái năng lượng từ cái việc phân rã, bắn phá các cái hạt nhân này đấy. Thế nếu tâm linh của chúng ta bây giờ nó thâm nhập vào từng tế bào, từng cái vi tử nhỏ của cơ thể chúng ta, tế bào người cũng giống như tế bào của, giống như là các nguyên tử của các cái vật chất khác thôi. Nhà Phật mình gọi là tứ đại, phải không? Xương thịt con người cũng là tứ đại, mà bê tông, cốt thép, sắt thép, cây cối, muôn loài cũng chỉ là tứ đại. Xét cho cùng có phải không? Thầy nói chuyện thành phần của thịt mình chẳng hạn thì cũng là gì? Là carbon, là hydro, phải không? Là nitơ. Phải lấy ví dụ thế. Đấy, đạm là thế thôi, chất béo là thế đó. Đấy, có cái gì khác đâu, là những hợp chất vậy. Thế nhưng mà tâm linh của mình nó có thể phổ nhập, thâm nhập vào tất cả như vậy. Cho nên nếu tâm linh khi được rèn luyện, tu tập thì nó đều có sức mạnh. Và nếu khi mà nó có thể giải phóng
nó phân rã được những cái này thì biến ra những cái năng lượng rất lớn, thưa đại chúng. Cho nên gọi là năng lực tâm linh, và chính gọi là thần thông là chỗ này. Và thần thông chắc chắn là một sự thật, có thật, không phải là không có. Không phải chỉ trong câu chuyện cổ tích, trong Tây Du Ký, mà nó sẽ là có thật. Với những bậc có tu tập mà đạt được chứng đắc, những cái tầng quả vị sẽ có, là thật, thưa đại chúng. Đấy, cho nên thời Đức Phật thì Đức Phật và các đệ tử của Ngài, những người có thần thông rất là nhiều, nhiều lắm. Cho nên ý, khi mà Đức Phật đi thuyết giáo, tăng đoàn đi truyền giáo, mới chiết phục được ngoại đạo. Đại chúng thấy thời Đức Phật đến 96 các đạo giáo, mà sau này gần như họ quay về với Đức Phật hết. Đó. Đức Mục Kiều Liên ấy, trước đó cũng đi tu theo một cái đạo giáo, mà Ngài đi tu theo cái đạo giáo này. Thế và sau đó thì Ngài thấy nó không hợp lý, Ngài quay về gặp Phật và đi theo Phật, và Ngài chứng đắc. Đó. Có thể nói rằng là đạo Phật thịnh hành rất nhiều vì chính những người đệ tử chứng đắc này. Mà đạo Phật được hưng thịnh phát triển như thế. Đấy, thưa đại chúng. Hôm nay chúng ta vào cái bài này, cái chủ đề là thần thông của Ngài Mục Kiều Liên không đương cự nổi thần thông của kẻ giết Ngài. Thế là câu chuyện thế nào, thưa đại chúng? Trong đạo Phật thì khẳng định thần thông là một sự thật. Đức Phật nói một vị tu chứng A-la-hán thì sẽ xuất hiện 6 phép thần thông, gọi là lục thần thông. Wow. Thứ nhất gọi là thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông tức là con mắt mình có thể thấy xa, thấy suốt, vật lớn, vật nhỏ, thấy xuyên qua tất cả những vật ngăn cản như tường, vách, núi non, là cái mắt này nó có thể thấy được như vậy, thấy suốt, thấy rất xa. Không phải chỉ nhìn tầm nhìn xa trên 10 km đâu. Không chỉ là thế mà 100.000 km, nhìn từ hành tinh này đến hành tinh khác được, với người có thiên nhãn, đắc thiên nhãn. Đó. Và nhìn những cái vật rất là nhỏ nữa. Chúng ta ở đây không ai nhìn thấy sóng điện trường, nhưng người có thiên nhãn, người ta thấy được sóng điện trường, từng bước sóng nó như thế nào. Trong cái không gian của cái khán phòng này đấy, chúng ta thấy không? Rất nhiều sóng điện, rất nhiều sóng điện, nhưng mình có nhìn thấy đâu. Nhưng bậc có thiên nhãn họ sẽ thấy những từng cái làn sóng như thế nào, vận hành ra sao, họ thấy được. Đó, đấy là năng lực của thiên nhãn. Thứ hai là thiên nhĩ thông. Cái thần thông của thiên của nhĩ, tức là của cái tai. Cái tai khi có thần thông thì nghe được xa, nghe được suốt. Và những cái tiếng rất nhỏ và cũng nghe được. Tai của loài người chúng ta chỉ nghe được cái tần số mấy decibel trở lên thôi. Còn mà cao hơn là ta không, là điếc tai không nghe được. Mà nhỏ thấp hơn nữa cũng không nghe được. Cho nên tai của mình là thua tai của mấy con rơi, thua tai của mấy con chó, thua tai của mấy con mèo, con cú. Những con vật ấy tai nó rất là thính, rất là thính. Nó nghe được những cái tần số rất là thấp, nó vẫn nghe được. Nhưng mà mình thì phải đúng cái giải tần của loài người chúng ta mới nghe được, khác là ta không nghe được. Thế thì cái bậc mà có thiên nhĩ thông đó, họ nghe được gần như tất cả các âm thanh. Đấy, âm thanh của nhiều loài, nghe âm thanh của nhiều loài, và họ nghe của người, các loài, họ lại còn biết được âm thanh ấy ý nghĩa gì nữa, thưa đại chúng. Như vậy đó, nó đặc biệt. Nghe xa, ngồi ở đây nhưng có thể nghe được nhiều thế giới, chứ không phải chỉ nghe loanh quanh ở đây. Đó, đấy là thiên nhĩ thông. Vậy thì chúng ta thấy đấy là những cái rất đặc biệt. Cái thứ nữa là gì? Tha tâm thông. Tha tâm thông là biết được tâm của người khác. À, biết được ai nghĩ gì, ai đang như thế nào, ai đang buồn, đang giận, đang yêu, đang ghét, đang thù, là biết được, là tha tâm. Tha tâm là tâm của người khác. Đấy là một cái loại thần thông. Nghe không? Đọc được tâm của mình đấy.
Ở ngoài đời chúng ta hay dùng cái từ gọi là đi guốc trong bụng, hay là đọc vị, tôi đọc vị được anh ấy ngay. Đấy là biết được lòng dạ của người khác như thế nào. Đó là tha tâm thông. Thế rồi một cái thần thông nữa, thần thông thứ tư là túc mạng thông. Túc mạng thông tức là biết được đời sống kiếp trước của mình. Và không những của mình mà biết được của cả người khác. Không phải chỉ một kiếp trước mà biết được nhiều kiếp về trước, vô số kiếp về trước. Ví dụ các vị A-la-hán thì có thể biết được 84.000 kiếp về trước. 84.000 kiếp. Thầy nghĩ cũng có thể có những vị có thể biết hơn, nhưng đại khái là như vậy Đức Phật nói. Thì có cái câu chuyện mà đại chúng nghe đó. Một ông lão già chán đời, ở nhà với vợ con thấy nó cũng chán quá. Và ông không có, già rồi con cái nó xem thường, không ra cái gì. Ông nhìn thấy mấy sư thầy đi xuất gia tu hành, ôm bát khất thực rất thong dong, ông thích quá mà thôi, mình đi tu đi chứ ở nhà chả là cái tang dạng gì, không có giá trị gì, đi tu. Ông chạy đến chùa, đến tinh xá, xin các sư cho con được đi tu. Năm mấy ông cũng phải cỡ 80, gần 80. Đó. Thế thì gặp ngay Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên, A Nan mấy ngày thì bảo, ôi ông già thế này ông tu làm sao? Thế nhưng mà thấy ông cứ tha thiết, thì các ngài ngồi, các ngài nhập mới quán. Quán. Thế thì quán mãi, thì quán mãi kiếp này, kiếp trước, thì mãi mãi. Bao nhiêu kiếp soi về tiền kiếp thì đều thấy ông này không có một chút cái nhân lành, duyên lành gì với Phật Pháp cả. Không có một chút gì. Không có một chút gì. Chưa từng gieo trồng một cái nhân lành, tức là giống như chưa đừng đến chùa, quét chùa một tí nào. Hay là chưa từng chắp tay gặp một vị sư mà chắp tay con chào thầy ạ. Thế bao giờ? Mãi mà soi đến 84.000 kiếp không thấy gì. Các ngài bảo ông này không có tí nhân lành gì thì già thế này rồi tu làm sao kịp. Nghe không? Bây giờ mới chồng thì chắc là không kịp thôi, mà không có làm lợi ích gì cho tăng đoàn cả, không lợi ích gì cho Phật Pháp cả. Cho nên là các ngài bảo thôi ông đi về, không tu được, không cho tu. Ê, cho ông về, ông buồn quá, khóc lóc, ông đi ra ngoài cổng đi sáo, ông tính đi tự tử. Ôi thôi thôi, mình đúng là ở nhà vợ con nó hắt hủi, giờ đến vào chùa các thầy hắt hủi thế này, chán đời, thôi đi tự tử cho nó xong quách cái đời này đi. Đó. Thế là ông quyết định đi tự tử. Thế mà ai ngờ đâu là Phật lại biết. Thế là Phật mới đi đến. Ông ra khỏi tinh xá thì Phật đi đến. Phật gặp ông ở thế duyên cớ sao mà ông khóc dữ thế. Con Bạch Thế Tôn đến con. Đấy, con kể lại hết chuyện đấy. Con chán ở gia đình lắm rồi, con muốn đi tu. Con nghĩ là Phật Pháp từ bi mà con đến chùa, đến tinh xá các thầy thế này hắt hủi con, mà con là không có căn lành gì cả, không cho con đi tu. Con thì nghĩ đằng nào cũng chết, con đi chết cho nó quách chứ, xong cái đời này đi, con đi tự tử đây. Thế Phật bảo thôi được, ông ta độ cho ông xuất gia. Thế là Đức Phật mới dẫn ông trở lại tinh xá, gọi Ngài A Nan đến thì cạo tóc cho ông xuất gia. Xuất gia xong rồi ông tu hành rất tinh tấn, thưa đại chúng, một thời gian ngắn sau cũng chứng quả là đó. Thế sau đó thì các thầy cũng ngạc nhiên lắm, mới lên bạch Phật, bảo bạch Thế Tôn, nhân duyên gì mà Phật Thế Tôn lại cho cái ông lão già xuất gia mà ông tu mà ông lại chứng được thánh quả. Thế thì Phật mới nói là vì trí túc mạng của các ông á, của các thầy á, mới chỉ biết được đến 84.000 kiếp trước thôi, còn xa hơn nữa các thầy chưa biết được. Ông này quá 84.000 kiếp ấy, có một lần ông là tiểu phu đi rừng nha, đốn củi. Lúc khi mà đốn củi xong đi trên đường về thì gặp con hổ nó xông ra. Ông tá hỏa, ông quăng củi, ông chạy thế nào, ông leo lên cây để mà chạy thoát con hổ mà. Nhưng mà con hổ nó cũng leo lên cây, lúc bám lên cây leo. Thì ông này ở trên cây thì sao một lúc ấy, chắc là trước đó ông có nghe ai nói đến Phật ấy. Thế thì tự nhiên ông leo lên cây, ông sợ quá, ông ấy mô Phật cứu con. Ông ở trên cành cây, ông mà mô Phật cứu có. Ông không kêu trời, ông lại kêu Phật đấy.
Thế thì ông kêu mua Phật cứu con thì không hiểu thế nào mà con hổ thế nó lại nhảy xuống, nó bỏ đi. Thế Phật bảo đấy, ông chỉ duy nhất có một lần trong cái kiếp ấy là ông gọi đến Phật một câu thế thôi đấy. Nghe không? Chúng ta thấy không? Mô Phật có mỗi một câu thôi. Thế mà đến bây giờ ông có duyên để gặp ta là Phật đấy, độ chồng. Nghe đại sư. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta thấy là chúng ta hàng ngày lễ Phật này, tụng kinh này, hôm nay tụng kinh tán đàn dược sư này, không biết bao nhiêu, và mà như thế là mình biết là mình cũng gieo trồng căn lành rồi. Yên tâm, thể nào rồi Phật cũng sẽ độ mình. Nghe không? Nhá. Đấy thì Thầy đang nói cái chỗ thần thông này, cái túc mạng thông này của các vị A-la-hán thanh văn chưa thể bằng Phật được, mặc dù biết được rất nhiều kiếp trước. À, đấy. Đấy là cái túc mạng thông. Rồi cái thần thông thứ năm gọi là thần túc thông. Thần túc thông chính là cái phép biến hóa đấy, như ông Tôn Ngộ Không đấy, là có thể thăng thiên bay lên trên trời, trên hư không, độn thổ chui xuống đất, hoặc đi vào nước, rẽ vào nước, giống như là Ngộ Không đi xuống thủy cung không ướt gì, đi vào đấy không bị chết ngạt gì cả, đi xuống nước vẫn bình thường. Hay là bay lên giữa hư không rồi phía trên thân mình thì phun ra nước, ở dưới thân mình thì phun ra lửa, ở giữa trời rồi biến hóa, biến to, biến nhỏ, tàng hình. Cũng giống như là những các cái nghệ sĩ mà làm xiếc ấy, họ có thể ngồi đây họ xòe tay ra cái là tiền bạc đô la đầy hết cả. Hay là ấn chân một cái tự nhiên đây là có núi, núi vàng hiện ra. Những phép thần thông có thể làm được như vậy, chỉ đá hóa vàng, thưa đại chúng, tức là thần túc thông biến hóa. Thế thì vì chính cái anh thần túc thông nó hay thế này cho nên nhiều người thích thần thông lắm. Thấy không? Cho nên ấy, người Trung Quốc rồi kể cả người Việt Nam mình xưa cũng thế, nhất là những vị mà theo lão giáo ấy, là thích tu tiên lắm. Lão giáo là tu tiên, dạy người ta tu tiên để có thần thông. Thứ nhất là trường thọ, sống được lâu dài. Thứ hai là có thần thông điểm đá hóa vàng, không? Rồi thăng thiên độn thổ. Là người ta thích tu luyện cái này lắm, để có thần thông biến hóa, thưa đại chúng. Và đương nhiên để luyện được cái công năng của thần thông này không phải đơn giản. Cái này gọi là thần túc thông, là cái thần thông thứ năm. Cái thần thông nữa một vị thánh A-la-hán chứng đắc được, đó là lậu tận thông. Lậu tận thông tức là gì? Tức là dứt sạch hết tất cả mọi các phiền não cấu uế, không còn rơi rớt nữa. Tâm các ngài thanh tịnh trong suốt, và mọi cái nó đều thông suốt, không còn chướng ngại, gọi là lậu tận thông đấy. Thế thì kính thưa đại chúng, chỉ có bậc thánh giả A-la-hán mới có đủ 6 cái thần thông này. Còn thì các vị tu khác không phải tu theo chính pháp của đạo Phật thì cao lắm là có đến 5 phép thần thông, gọi là ngũ thông. Những vị tu tiên cái thời mà cùng thời với Đức Phật ấy, họ tu theo các cái đạo giáo khác cũng đã có những vị có thần thông, mà họ có đến 5 phép thần thông. Đó, 5 phép thần thông. Đó, thưa đại chúng. Thì cái này trong đạo Phật, Đức Phật xác nhận thần thông là thật. Thần thông là thật. Khi tu hành mà chứng quả thì sẽ có thần thông. Thì đương nhiên ấy, cũng có những cái câu chuyện là có những vị chứng quả nhưng họ chưa vận dụng thần thông thì chưa có thần thông. Đại chúng nghe cái câu chuyện của bà Diệu Hiền ấy, chính là vợ của ngài Maha Ca Diếp. Khi mà ngài Ca Diếp với bà Diệu Hiền lấy nhau, hai người thì đều nguyện vào sẽ sống nhưng mà không phải là vợ chồng, mà hai người sống trong gia đình phụng dưỡng cha mẹ, đến khi nào cha mẹ già khuất núi rồi hai người sẽ đi tu. Đó, hai người sống với nhau nhưng mà ly dục thanh tịnh. Và sau khi mà cha mẹ của ngài Ca Diếp mất ấy, thì là ngài Ca Diếp đi tu và bà Diệu Hiền cũng đi tu.
hay gã Diếp đi tu gặp Phật và chứng quả. Sau đó bà Diệu Hiền cũng xuất gia đi tu. Bà đi tu nhưng bà rất xinh đẹp, cho nên bà khi bà đi khất thực, đi ra hóa này, bà bị thanh niên trai tráng trêu ghẹo rất là nhiều, chọc ghẹo bà. Đấy, thế thì có một lần ấy, thì bà bị hẳn một nhóm nó đến. Lúc này là bà đã chứng quả A-la-hán rồi, bà chứng A-la-hán rồi. Đấy, thế thì một nhóm nó đến là nó chọc ghẹo bà, quay lại bà, bắt bà vào, nó định cưỡng bức bà. Đó. Thế thì lúc ấy bà cũng cuống, tức là như thế này, cả một nhóm thanh niên lực lượng nó đến quay lại thế này, mới làm sao? Thì có một vị tỳ kheo ni là bà Liên Hoa Sắc, bà này thì cũng gọi là đệ nhất thần thông của bên ni chúng. Bà tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, bà mới bay đến ở một trên hư không, bà mới bảo Diệu Hiền hãy khai triển thần thông đi chứ. Thế thì bà Diệu Hiền bảo khai triển thế nào? Mình chứng A-la-hán nhưng mà chưa dùng bao giờ, chứ là vì bà chứng thì chứng nhưng không khai triển. Thế bà Liên Hoa Sắc bà mới hướng dẫn cho khởi quán thế này, nhiếp ý thế này. Thế là bà Diệu Hiền bà khởi quán, bà nhiếp ý, nhiếp ý cái là bà có bà thần thông, bà phát ra cái là mười mấy anh cái thanh niên ấy là văng ra ngay. Văng ra phải té hết cả ra. Thế là bà bay vút lên trên không, bay đi. Đấy, thế là đấy là cái trường hợp là có thần thông mà không dùng. Không dùng, chưa dùng. Câu chuyện nhà Phật rất nhiều câu chuyện rất hay. Thì kính thưa đại chúng á, để chúng ta thấy là thần thông là một sự thật, mà đấy là năng lực của tâm linh. Khi chúng ta tu luyện nó sẽ đạt được đến một cái ngưỡng nào đấy, nó sẽ phát sinh ra thần thông. Nhưng mà trong đạo Phật mình thì có chú trọng đến thần thông hay không? Thần thông có phải là mục đích của người đệ tử Phật không? Là vấn đề, thưa đại chúng. Đấy, thì bài này nói về thần thông. Và chúng ta biết Ngài Mục Kiều Liên là đệ tử bậc nhất thần thông của Đức Phật Thích Ca. Thì chúng ta biết sơ lược qua lịch sử Ngài Mục Kiều Liên. Ngài Mục Kiều Liên sinh ra trong gia đình cũng rất giàu có, một trưởng giả giàu có. Mà Ngài kết thân với Ngài Xá Lợi Phất từ nhỏ, hai người bạn tài giỏi, thông minh, anh tuấn, rất là đẹp. Và hai ngài có nhân đã đi theo các cái đạo giáo để học. Người Ấn Độ ngày xưa người ta rất là thích học đạo, đi theo các đạo giáo để học, và hết đạo giáo này đến đạo giáo khác các ngài học. Khi mà học không thấy cái đạo giáo này nào thỏa mãn được cái trí tuệ của mình. Thông minh lắm. Ngài Xá Lợi Phất thì cực kỳ thông minh rồi. Lúc mà trong bụng mẹ mà Ngài đã làm cho bà mẹ mình trở thành một người biện luận và bậc nhất lúc bấy giờ cơ mà. Đấy. Bà mẹ của Ngài Xá Lợi Phất khi mới có chửa mang thai Ngài thôi mà đã khiến cho mẹ thông minh. Bà lý luận là không ai bằng luôn. Không ai bằng. Bà này có một cậu em trai học cũng rất là giỏi. Nhưng mà khi mà thấy chị gái mình có bầu đứa cháu này chính là Ngài Xá Lợi Phất, thì bà chị tự nhiên rất là thông minh, lý luận rất là giỏi. Và cái người cậu này á, luận biện với bà chị này đều thua hết. Thế thì cái người cậu này quyết định ấy, là sẽ phải đi tu học. Ông thề rằng là tôi bao giờ phải học thật giỏi, luận biện không một ai thắng được nữa thì mới thôi. Và tôi nguyện là từ nay trở đi tôi không cắt móng tay. Bao giờ mà tôi thành tựu được tất cả những cái rồi thì tôi mới cắt móng tay. Cho nên ông cứ nuôi móng tay vậy. Và ông đi tu, ông học rất nhiều thứ. Kinh điển của các giáo phái ông học hết. Móng tay của ông dài ra, thầy nói là dài đến hàng mét ấy, thưa đại chúng. Thế người ta gọi cái ông này là ông gọi là đạo sĩ trường trảo. Trường trảo tức là móng tay dài. Đấy, ngày xưa ở chùa Hương mình đây này cũng có một cụ sư cũng để móng tay rất là dài, không cắt. Anh không biết sau này cũng dùng các thứ thế nào, nhưng móng tay dài lắm, nó cũng phải dài mười mấy hai mươi phân ấy, để thế. Thế thì cái ông đạo sĩ trường trảo này ông cũng để móng tay dài, ông đi khắp các nơi, ông thi thố với mọi người.
Nhưng mà về ông luận biện sau này với Xá Lợi Phất, ông vẫn bị thua. Đấy, thưa đại chúng. Thế đây Thầy đang nói qua về Xá Lợi Phất, người bạn thân của Mục Kiều Liên. Hai người sau này thấy rằng các cái đạo sĩ mà mình đến mình học ấy, không có ai thỏa mãn được cái trí tuệ của mình. Thì hai ngài quyết định rời bỏ hết và đi tìm, mới hứa với nhau. Ai mà tìm được người thầy xứng đáng cho mình thì sẽ giới thiệu cho người kia cùng biết để cùng học. Thế hôm ấy thì Xá Lợi Phất trên đường đi thì gặp một vị sư. Vị này chính là ngài gọi là ngài Ác Bệ đấy, tên dịch ra là Ác Bệ. Đó. Thì ngài Ác Bệ này là một trong năm anh em của ông Kiều Trần Như. À, một trong anh em. Hôm ấy ngài Ác Bệ ngài đi hoằng pháp. Thế gặp Xá Lợi Phất. À, thế thì Xá Lợi Phất mới thấy dung nhan tướng mạo của cái thầy này trang nghiêm và đẹp đẽ, trong sáng, thấy rất là quý, nó toát ra một cái gì rất là thánh thoát. Cho nên Xá Lợi Phất đến mới hỏi ngài tu theo ai. Phải không? Thì ngài Ác Bệ mới nói là tôi tu theo Đức Cù Đàm. À, nói sơ qua về Đức Phật, về Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Thế rồi Xá Lợi Phất hỏi thế Đức Cù Đàm dạy ngài cái gì? Thì ngài mới đọc cái bài kệ cũng rất đơn giản thôi. À, các pháp tùng duyên sinh, vào diệt tùng nhân duyên diệt. Vào đấy, à, tức là các pháp đều do nhân duyên sinh, các pháp cũng từ nhân duyên mà diệt. À, Đức Phật là thầy của tôi vẫn thường dạy như vậy. Đó. Thì ngài Ác Bệ đọc một bài kệ đấy thôi mà Xá Lợi Phất nghe bài kệ đấy, nghe xong cái là chứng sơ quả luôn, chứng quả Tu Đà Hoàn luôn, sung sướng quá, đảnh lễ ngài Ác Bệ và nguyện thờ ngài Ác Bệ làm thầy. Đó, và sau đó Xá Lợi Phất quay về nhà báo cho Mục Kiều Liên biết là đã tìm được cái người thầy rồi. Thế và sau đó thì hai người được ngài Ác Bệ giới thiệu về Đức Phật, thì hai người đến tìm gặp Phật, và khi gặp Phật thì quy y xuất gia làm đệ tử Phật đấy. Và Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên trở thành đệ tử thượng thủ của Đức Phật. Xá Lợi Phất thì đệ nhất về trí tuệ, Mục Kiều Liên thì đệ nhất về thần thông. Đây để chúng ta thấy về ngài Mục Kiều Liên. Thế thì ngài Mục Kiều Liên á, ngài tu thì khi mà xuất gia làm đệ tử Phật, ngài tu chỉ có 7 ngày ngài đã chứng quả A-la-hán rồi. Xá Lợi Phất thì chậm hơn. Xá Lợi Phất thì chậm hơn mấy tuần nữa mới chứng quả A-la-hán. Đó. Và Mục Kiều Liên thì khi chứng quả A-la-hán thì ngài là phát sinh thần thông bậc nhất luôn. Đó. Và nói thần thông của ngài Mục Kiều Liên thì ai cũng phải nói là sức rất lớn. Đức Phật khen thần thông của Mục Kiều Liên là không khác gì của ta cơ mà. Tất nhiên là ngài cũng động viên. À, nói thần thông của Mục Kiều Liên như vậy hết sức là tối thắng. Đấy. Người ta nói là ngài Mục Kiều Liên mà ngài chỉ cần di ngón chân một cái là cả trái núi này là nát hết ngay. À, thần thông. Cho nên ấy, trong kinh thì thường nói Đức Mục Kiều Liên là thường bay lên trời, đi chỗ này chỗ kia, và để gặp người này người kia là ngài dùng thần thông ngài đi. Đó. Và rất đặc biệt. Có câu chuyện cũng hay, ngài thì có cái tâm độ sinh giáo hóa rất lớn. Lần ấy ngài nghe có một cái bà già này rất keo kiệt, bà bán bánh nhưng bà keo kiệt lắm, không bao giờ bố thí cho ai, cúng dường cho ai một cái gì cả. Nhưng bà ngài Mục Kiều Liên này quan sát là bà này có thể độ được. Hôm ấy ngài ôm bát đến nhà bà khất thực, thì bà đang dán một chảo bánh rán thế này. Thế ngài Mục Kiều Liên ôm bát đứng trước cửa nhà bà. Thế thì bà ra bảo, bà mới cho một tràng mà chửi cho một tràng mà cái ông này mới sáng ra đã ôm bát đứng đây. Ông gọi là ăn vạ thôi đấy à. Ông này gọi là hãm. Chửa sáng ra nó mở mắt ra đã đứng ở đây, đuổi ngài đi. Ngài cứ đứng im, không nói gì cả. Bà tức lắm. Bà tức lắm. Ông có đứng đấy cho đến lúc ông chết tới đấy tôi cũng không cho ông cái gì đâu.
Bà bảo thế, tôi không cho ông cái gì, ông có lăn ra đây ông chết, tôi không cho gì. Thế bà vừa nói xong là ông có lăn ra chết cái thì ngài một kêu lên ngã lăn đùng ra và chết luôn trước cửa nhà bà ấy luôn. Chết một lúc sau thì thân thể của ngài thối sinh hết cả ra, thối ý ngoài hết cả lên, rồi là thấy giòi bọ nó chui ra. Bà kinh, bà cũng kinh, bà bảo nhưng bây giờ ông chết rồi, ông cũng chẳng ăn được gì cho nên tôi cũng trả cho ông. Chết rồi ông lại còn báo vạ tôi, giờ lại còn phải đi chôn ông nữa. Thế người Ấn Độ thưa đại chúng, người ta thấy cái chuyện chết cũng là rất bình thường, cho nên ở bên đấy người chết họ thấy bình thường lắm. Chết thì thôi thì bó xác họ đi đốt, hoặc không thì thôi thì đem chôn đó. Đối với người Ấn Độ họ quan niệm về cái chết rất là nhẹ nhàng, không đặt nặng vào, kể cả cái phần thi hài thân xác của mình họ cũng xem rất nhẹ, rất bình thường. Dù là gọi là vương tôn công tử chết thì họ thấy cái xác đều có thể đốt đi, hoặc là đem ra cho chim cho quả nó ăn, hoặc quăng xuống sông cho cá nó ăn, họ xem rất nhẹ. Thế thì khi mà bà ấy nói là ông này báo hại tôi lại phải đi tôi chôn cái xác của ông này nữa, tôi cũng không trông cái gì. Thì bà nói dứt lời thì Mục Lục Kiều Liên lại đứng dậy, hiện nguyên hình đứng dậy, bảo bây giờ đấy bà thấy tôi có thần thông chưa, tôi có thần thông, tôi nói tôi có thể làm gió đổ, làm đổ cái nhà này của bà nếu bà không cho tôi bánh. Thế thì bà bảo ông có làm đổ nhà tôi cũng không cho. Thế thì ngài bảo là nếu bà không cho thì tôi lại lăn xuống đây tôi chết ở đây. Thế thì bà thấy ông này dài quá, cuối cùng thì bà bảo thôi được, tôi cho một cái. Thế bà nhìn vào trong cái chảo bánh rán ấy, bà tìm xem cái bánh nào bé nhất, bà chọn cái bánh bé nhất cho. Thế nhưng mà cái đũa của bà nó khổ là cứ chạm vào cái bánh bé nhất thì bánh nó lại phồng lên to. Thế rồi không những nó phồng lên to, nó lại còn dính vào những cái bánh khác. Thế bà tức quá không làm sao mà gắp được nó ra, vì ngày một kinh liên ngày dùng thần thông cho nó bánh nó dính hết với nhau. Bà tức điên hết cả lên, bảo bà làm hôi mà tức bảo cái này không hiểu thế nào. Bà tức quá rồi thôi cho ông cả chảo này đấy. Thế là cho ngài cả chảo. Thế ngài bảo tôi cũng không phải tôi xin để về cho tôi đâu, mà tôi xin đây là cho một số huynh đệ tôi ở nhà đang ốm, tôi xin về để cho người ta đấy, để cho các huynh đệ các sư mà không đi khất thực được ốm ở nhà đấy. Thế thì lúc này bà bảo bà mới tự nhiên bà lúc này là tâm bà bắt đầu thiện lên đấy. Cho nên đại chúng thấy khi bố thí được, dù là cho ngài với cái tâm giận dữ bảo tôi cho ông cả chảo đấy, nhưng mà dẫu sao cho đi rồi nó cũng đã là một cái thiện tâm, mặc dù trong tâm giận dữ. Thì Mục Kiều Liên biết tâm bà này là chuyển hóa, thì ngài mới nói là tôi xin về tôi còn cho huynh đệ bị ốm nữa. Thì lúc này bà lại động lòng mà ồ thế thì thôi được, thế thì thôi để thôi tôi cho thêm. Thế bà lại dán thêm bánh bà cho đấy. Thế và tâm bà bắt đầu hoan hỉ với thế này chúng. Nên cho chúng ta thấy cái pháp bố thí đấy, nó khiến cho tâm người ta hoan hỉ. Cho nên tại sao bố thí đứng đầu trong lục độ là như vậy. Khi bắt đầu biết cho, mặc dù lúc đầu là bà cho với cái tâm rất bực đấy, thí cho đấy, nhưng mà rồi cũng sinh được cái thiện lành đó. Nên thầy nó kể cái câu chuyện cái tâm nguyện độ sinh của ngài Mục Kiều Liên rất là lớn, phải không? Gọi là lì như thế đấy, để một độ được một cái bà già keo kiệt nổi tiếng của cái thành phố này. Cuối cùng bà này về sau trở thành Phật tử thuần thành đó. Kính thưa đại chúng, thì nói về ngài Mục Kiều Liên ai cũng biết ngài là thần thông bậc nhất, và ngài rất nổi tiếng trong câu chuyện ngài độ cho mẹ của ngài, và ngài là người con hiếu thảo chúng ta vẫn phải noi gương. Thì chúng ta biết ngài Mục Kiều Liên cứu mẹ Thanh Đề qua kinh Vu Lan rồi, nghe không? Vậy thì để thấy Mục Kiều Liên là như thế nào, ngài thần thông rất đặc biệt, thần thông của ngài là nổi tiếng mà chúng ngoại đạo người ta rất là ghét. Người ta ghét đệ tử Phật, mà nhất là hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Hai ông này đi đến đâu là thu phục hết quân của người ta, hết đồ đệ của người ta. Nhưng ngài Xá Lợi Phất thì nhã nhặn hơn vì ngài dùng pháp, ngài giảng giải. Ngài Mục Kiều Liên thì cứ dùng thần thông, ngài chiến thắng là kéo hết đồ đệ của người ta về với Đức Phật.
Cho nên Ngài Mục Kiều Liên bị ngoại đạo họ rất ghét, rất ghét. Đấy, kính thưa đại chúng, ghét lắm. Và họ bàn mưu phải giết bằng được Mục Kiều Liên. Thế cơ mà, giết bằng được Mục Kiều Liên đấy. Và cái câu chuyện này, cái tựa đề của bài kinh hôm nay chính là nói về cái việc mà Ngài Mục Kiều Liên bị giết đây này. Làm sao Ngài bị giết? Đó. Khi mà Ngài đi giáo hóa, Ngài có thần thông như vậy. Mà tính Ngài rất là cương trực, rất cương trực, rất thẳng thắn. Đó, rất thẳng thắn. Ê, chúng ta vào phần văn kinh. Lúc này hai vị gọi là hai vị luận giả là vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên vẫn đang trong hoàng cung mà để mà tranh luận với nhau về Phật pháp. Vua Milanda mới hỏi: Bạch đại đức, trẫm có nghe rằng Đức Thế Tôn thường tán dương thần thông của Đức Mục Kiều Liên là tối thượng, là vô thượng, bất khả tư nghì, chẳng ai trong hàng thanh văn đệ tử có thể sánh được, điều ấy có đúng không? Ông vua Milanda ông hỏi Na Tiên rằng là: Tôi có nghe Đức Phật khen về thần thông của Ngài Mục Kiều Liên là tối thượng, tối thắng, là bất khả tư nghì, trong hàng thanh văn đệ tử của Ngài không ai bằng, không ai sánh được, điều ấy đúng không? Na Tiên đáp rằng: Rất đúng đấy. Ông vua lại hỏi: Vậy thì thần lực của cái bọn cướp giết Ngài chắc phải tối thượng hơn thế. Thế nếu không thì sao Ngài lại để cho bọn cướp giết được, băm vằm xác thân Ngài ra hàng trăm mảnh như thế? Lúc ấy thần thông bất khả tư nghì của Ngài ở đâu mà không mang ra để đương cự, gọi là chống cự với bọn ấy? Chấm hoài nghi là Đức Mục Kiều Liên chẳng có tí thần thông gì cả, hoặc nếu có cũng còn thua gươm đao, dùi gậy của bọn cướp. Xin đại đức bi mẫn giảng cho chấm thông hiểu điều này. Ông ấy lập luận rằng: Nếu Phật khen Mục Kiều Liên có phép thần thông, thì tại sao Mục Kiều Liên lại bị bọn cướp nó đến nó giết, nó băm chặt xác của Ngài ra làm trăm mảnh, vứt đi mỗi nơi một mảnh như thế? Thế thì chắc là, một là Ngài không có thần thông, hai là Ngài có thì cũng còn thua cái dao gậy của bọn cướp, và thua dao, thua kiếm của bọn cướp. Thế thì điều này là thế nào nhỉ? Cái câu chuyện thần thông của Mục Kiều Liên là có thật hay không đây? Tôi nghi ngờ lắm. Xin đại đức giải thích cho. Na Tiên mới nói: Tâu đại vương, thần thông có năng lực bất khả tư nghì, mà nghiệp lực thì cũng có năng lực bất khả tư nghì. Na Tiên dẫn nối kết giữa thần thông và nghiệp lực. Na Tiên nói rằng thần thông bất khả tư nghì, nhưng nghiệp lực cũng bất khả tư nghì, không phải là bình thường. Thì ông vua mới: Đại đức có lạc đề không đấy? Na Tiên mới nói: Không lạc đề đâu, đại vương hãy bình tâm nhẫn lại mà nghe. Thưa đại vương, đại vương nghe đây, có hai loại bất khả tư nghì, đó là thần thông xuất thế gian và năng lực của nghiệp quả. Chúng ta nhớ này, Na Tiên nói là thần thông xuất thế gian và năng lực của nghiệp quả. Thần thông xuất thế gian là thần thông của Đức Phật toàn giác, của Đức Phật độc giác, của Phật thanh văn giác. Chỉ riêng thần thông của Đức Phật toàn giác là không có một năng lực nào có thể xâm phạm được, dù năng lực bất khả tư nghì của nghiệp quả. Thần thông của Đức Phật độc giác và Phật thanh văn giác còn non yếu, chưa toàn hảo, nên khi nghiệp quả đến, sức mạnh bất khả tư nghì của nó có thể bị phá vỡ và có thể xâm phạm được. Đấy là trường hợp của Ngài Mục Kiều Liên. Ngài dù có thần thông đệ nhất trong hàng thanh văn, thần thông ấy vẫn còn non yếu, chưa toàn hảo, nên đã bị năng lực của nghiệp xâm phạm, phá vỡ. Chẳng hay đại vương đã thấy rõ điều ấy chưa? Na Tiên mới nói cho vua Milanda rằng có hai cái loại bất khả tư nghì, một là thần thông xuất thế gian,
hai là nghiệp quả hay gọi là nghiệp lực. Đó. Thế thì thần thông xuất thế gian thì Ngài Na Tiên có chia ra là thần thông của bậc Phật toàn giác, tức là Đức Phật Thích Ca của mình chẳng hạn là Phật toàn giác, như Phật Dược Sư, Phật Di Đà, những bậc Phật ấy gọi là Phật toàn giác. Thứ hai là Phật độc giác, mình vẫn thường gọi là Bích Chi Phật hay gọi là Duyên Giác đấy, nhà Phật Duyên Giác, nhà độc giác hay là Bích Chi Phật hay là Duyên Giác. Thế thứ ba là Thanh Văn, những vị A-la-hán đấy cũng có cái chữ gọi là Phật Thanh Văn, tại vì cái chữ Phật nó có nghĩa là giác ngộ, cái chữ Phật là giác thôi, cho nên là bậc Thanh Văn Giác, tức là những vị chứng A-la-hán quả. Đấy là cái thần thông của Thanh Văn. Thì Na Tiên nói rằng ba cái thần thông này, thì thần thông của bậc toàn giác, Phật toàn giác, thì không có cái nào có thể xâm phạm được nhá, không cái nào xâm phạm được. Nhưng còn thần thông của vị Phật độc giác và Thanh Văn Giác thì vẫn còn yếu, cho nên nghiệp quả, năng lực của nghiệp nó có thể chi phối được. Cụ thể đây là trường hợp của Ngài Mục Kiều Liên. Ngài cũng là bậc giác ngộ, A-la-hán giác ngộ rồi, thần thông có rất là mạnh, đệ nhất thần thông trong hàng Thanh Văn, nhưng mà vẫn bị nghiệp quả chi phối. Đó. Thế thì vua mới hỏi: vậy Ngài Mục Kiều Liên tạo tội gì mà quả nghiệp lại kinh khiếp cường liệt như thế? Đó. Thế thì ông vua hỏi Mục Kiều Liên tạo tội gì mà bị quả báo nặng như vậy? Thưa đại chúng, trong Kinh Phật thì tả Ngài Mục Kiều Liên biết rằng cái ngày cuối cùng mình trả nghiệp đó. Hôm ấy Ngài vào trong tu trong hang, tức là đã nhiều lần Ngài bị cái bọn này, chính là do ngoại đạo Ni Kiền Tử, tức là cái đạo lõa thể ở Ấn Độ đấy, rất là căm thù Ngài Mục Kiều Liên. Nó đã thuê nhiều người để tìm cách hãm hại giết Ngài, không được. Thế hôm ấy thì nó quyết định, nó thuê một cái băng cướp này, phải giết Ngài bằng được, cho rất nhiều tiền, tìm cách giết Ngài bằng được. Đó, thế thì hôm ấy Ngài Mục Kiều Liên thì đang ngồi tu trong một cái hang đá. Thì bọn cướp nó biết là Ngài tu trong cái hang này, nó tìm đến. Thì Ngài mới khởi tâm từ bi, Ngài nghĩ là muốn tránh để cho bọn cướp nó không tạo cái ác nghiệp. Cho nên khi Ngài khởi tâm từ bi thì bọn cướp nó mới xông vào. Vào trong hang thì tự nhiên Ngài biến mất. Đây là lần thứ nhất. Thế thì hôm sau, rõ ràng nó cho người rình thấy Ngài ngồi trong hang thôi. Đấy. Thế nhưng nó xông vào lại không thấy đâu, lại thấy Ngài biến mất. Đến lần thứ ba, nó cũng thế, cũng không thấy Ngài đâu. Đến lần thứ tư thì nó cho người bủa vây hết xung quanh, không, nghĩa là Ngài nghĩ là Ngài không thể đi đâu được. Nó nhìn chắc chắn Ngài ngồi trong đấy, thấy rõ ràng Ngài đang ngồi thiền ở trong cái hang này rồi. Nó xông vào, cũng không thấy Ngài đâu cả. Đó. Thế thì đến 6 lần như vậy, thưa đại chúng, 6 lần nó vào đều không thấy Ngài đâu, tức lắm. Nó đi, nó lục lọi, nó tất cả ngóc ngách của cái hang xem có ở đâu, không thấy Ngài đâu cả. Nhưng mà vì cái bọn cướp này nó rất tham tiền, vì tiền rất là lớn, cái phái ngoại đạo nó thuê với tiền rất lớn, quyết là phải giết bằng được Ngài. Thì lúc này Ngài Mục Kiều Liên thì trong kinh nói là Ngài quan sát, Ngài biết rằng là cái bọn cướp này không bao giờ nó từ bỏ cái lòng tham, nó sẽ quyết giết Ngài bằng được. Thứ hai là Ngài cũng biết là nghiệp quả của Ngài đến thời phải trả. Đó. Thế nên lúc ý thì Ngài ngồi trong hang và bọn cướp vào, thì nó vào là và Ngài biết rồi, nghiệp đến lúc mình trả, cho nên Ngài để nguyên. Thế nó vào, nó nhìn thấy Ngài đấy, thế nó xông vào, thế là nó băm Ngài ra, nó băm Ngài ra làm trăm mảnh luôn, chém luôn. Ngài ngồi yên chẳng không kêu oan, nó chém Ngài đứt đầu đứt chân đứt tay, rồi nó vứt ra mỗi nơi một mảnh đấy. Vứt ra mỗi nơi một mảnh đấy, mà nó tin chắc là Ngài này là thế là chết rồi,
Hồi ấy thì nó không có máy ảnh để nó chụp, để nó mang về nó báo cáo, nhưng mà nó khẳng định là nó vứt lên ngài mỗi tơi mảnh. Tần này đứa chứng kiến này, về để bây giờ về là báo công để lấy tiền. Đấy thưa đại chúng, là nghiệp quả đến như vậy đấy. Thế thì thưa đại chúng, là sau khi mà Mục Kiều Liên bị băm vằm ra thành trăm mảnh, vứt lên mỗi nơi mảnh thế, bọn cướp mà đi rồi, thì lúc ấy Mục Kiều Liên ở đâu? Ngài lại dùng thần lực thu tất cả cái xác mình lại. Đấy. Về lại hợp thành một thân thể như cũ. Nhưng đương nhiên nó còn những cái vết băm bầm ở đây. Thế rồi Ngài đi về, Ngài đảnh lễ Đức Phật và Ngài xin Phật cho con nhập Niết Bàn. Con đã trả xong cái nghiệp rồi. Và Phật đồng ý và Ngài nhập Niết Bàn. Đấy. Thì chúng ta thấy nó rất đặc biệt. À. Đấy là nó băm ra làm từng mảnh một. Cái này trong kinh Phật nói. Vậy thì chúng ta mới thấy cái thân xác của mình là gì? Thân xác của mình là gì? À. Nếu mà khéo giáp á, cho nên bây giờ cái chuyện y học người ta mới cắt mổ ghép thận ghép tạng này khác là được. Có phải không? Ghép tay, ghép chân, ghép thận, ghép dạ dày, ghép tim, ghép gì đấy, họ ghép được. Đó. Thế thôi. Nếu cắt thật khéo, thực ra các cái thầy đang nói các tế bào của mình nó liên kết với nhau như thế, nhưng mà giữa các tế bào nó đều có khoảng hở. Bây giờ có cái nhát dao nào mà nó lách vào các khoảng hở đấy là nó rời ra thôi. Có phải không? Giữa tế bào nó đều có khoảng hở. Đó. Cho nên bây giờ người ta mới mổ bằng tia laser đấy. Tia laser nó chỉ là cái ánh sáng thôi, có gì đâu. Nó có phải là lưỡi dao như lưỡi dao của mình đâu. Cái tia sáng nó vào mà nó cắt ra được. Đấy. Thế thì đại chúng mới tin là thần thông là thật đấy chứ. Cho nên Ngài bị nó băm ra, nhưng Ngài lại hợp lại được. Rồi lại liền lại đâu vào đấy. Thần kinh sợi nào vào sợi đấy, mạch máu mạch nào vào mạch đấy. Phải nói là dùng thần thông mà nối thì nó hơn tất cả các y sĩ, bác sĩ bây giờ. À. Rất đặc biệt. Thế Ngài lại khỏe mạnh lại về. Bạch Phật hắn nói thôi con trả nghiệp xong rồi, xin Phật cho con thôi nhập Niết Bàn trước Thế Tôn. Đấy. Con không muốn nhìn thấy Đức Thế Tôn Niết Bàn, cho con được phép ra đi trước. Đó. Đây. Và Phật đồng ý và sau đó Ngài nhập Niết Bàn. Thế thì ở đây Vua Milanda mới hỏi Tỳ Kheo Na Tiên là Ngài Mục Kiều Liên tạo cái tội gì mà quả nghiệp lại kinh khiếp cường liệt như vậy. Vậy đại chúng chúng ta xem kiếp trước Ngài Mục Kiều Liên tạo cái tội gì mà kiếp này chứng A-la-hán có thần thông bậc nhất rồi vẫn phải trả quả báo như vậy. Thì Na Tiên mới kể: thưa đại vương, ở một kiếp quá khứ, Mục Kiều Liên nuôi một bà mẹ mù lòa. Người vợ của Ngài thấy bà mẹ chồng là một gánh nặng nên tìm cách hãm hại. Ngày này sang ngày khác, bà tìm cách ly gián, đâm thọc, vu cáo, xúc xiểm, rất là cay chua và độc ác. Vợ của Ngài đấy, bà đã biến mẹ của chồng từ một người hiền lành trở thành một bà già khó tính, thất đức trong mắt của chồng. Đến một lúc vì tin vợ, nghe vợ, Ngài đã không còn chịu nổi mẹ nữa. Theo lời vợ, bỏ mẹ lên xe đem thả vào rừng. Cũng theo kế của vợ, cả hai vợ chồng bèn giả cướp, đón đường la hét, đánh đập rất là hung dữ người mẹ. Người mẹ mù lòa này trong cơn sợ hãi không nghĩ đến bản thân mình, chỉ nghĩ đến đứa con, thương con bị đánh giết, nên đã la lớn rằng: con ơi, con trai ơi, hãy chạy thoát thân đi, mẹ già rồi, hãy bỏ mặc mẹ, để mẹ đi theo nghiệp của mình, con hãy chạy đi con. Xúc động trước tấm lòng của mẹ, Ngài hối hận, đem mẹ về nuôi dưỡng như trước để đền đáp ân đức của mẹ. Vì nguyên nhân tội nghiệp ấy mà đại đức Mục Kiều Liên phải trả quả báo bị kẻ cướp đánh chết liên tục 499 kiếp liền. Và kiếp này là kiếp thứ 500. Đến kiếp cuối cùng này, mặc dù đã đắc quả thánh và có thần thông bậc nhất, vẫn không ngăn chặn nổi sức mạnh của nghiệp ác thuở trước còn dư sót.
trong kinh Ni Tiên thì nói là Ngài ở với bà mẹ, cũng có chỗ thì nói rằng trong tiền kiếp Ngài có cha mẹ già. Ngài đầu tiên là người con rất hiếu thảo, nhưng từ khi cưới vợ về, cô vợ này là người ác đức, cho nên ý, cô nghĩ cách để mà làm sao mà giết được bố mẹ già đi. Wow. Cho nên ngày ngày cô nói xấu cha mẹ không ra gì cả. Thế thì lúc ấy, trong cái kiếp ấy, Mục Kiều Liên lại là người rất tin yêu vợ, nghe vợ, cho nên theo kế của vợ hôm ấy là đánh xe ngựa chở bố mẹ già vào trong rừng. Để thì khi đi thì bố mẹ đã nói là cái khu rừng ấy là rất nguy hiểm. Bố mẹ biết là ngày xưa bố mẹ đã đi từng đi qua đấy, chỗ đấy nó nhiều cướp lắm. Đó, hôm nay thì bảo con đưa bố mẹ đi chơi cho nó khuây khỏa, đi qua cái khu rừng đấy để cho nó mát mẻ khuây khỏa. Thì bố mẹ ngài đều nói đừng lên đấy con ạ, à, nguy hiểm lắm. Bảo không, bây giờ nó không có gì nữa đâu. Thế là chở bố mẹ già lên đấy. Khi đến đấy thì là đẩy bố mẹ già xuống xe, bắt đầu la hét lên giống như là bọn cướp á, xong bắt đầu dùng gậy để đánh bố mẹ, để giết bố mẹ. Thế thì bà mẹ là bà làm sao bà mù, nhưng mà bà lại túm được cái gậy của thằng cướp. Bà la lên như thế đấy, bảo, con ơi, con chạy đi, mẹ giữ được gậy nó đây rồi, mẹ già rồi, mẹ chết không sao, con chạy đi, con chạy đi. Đó, mẹ giữ được gậy thằng cướp bây giờ, mẹ túm được thằng cướp đây rồi. Thế bà lần theo gậy bà túm được thằng cướp, hóa ra túm luôn ông con trai của mình. Đây, đây. Thế và chính cái hành động của người mẹ như thế đã thức tỉnh cái lương tâm của người con, và khiến cho Mục Kiều Liên trong tiền kiếp ấy ân hận. Và sau đó ngài về lại đưa cha mẹ về và đuổi người vợ đó đi. Và nguyện đời đời kiếp kiếp về sau, con là người con có hiếu, không bao giờ bất hiếu với mẹ cha, đời đời kiếp kiếp. Đó. Nhưng mà ngài vẫn phải trả quả, đến 499 kiếp sinh ra đều bị bọn cướp giết chết. Thấy không? Giả cướp để giết mẹ cha, mà chưa giết được cha mẹ, mà đại chúng thấy thế nào? Quả báo nó đã định hình rồi. Ở thế gian chúng ta giết người thì phải giết được người, wow, thì mới kết tội giết người. Nhưng nhân quả về mặt tâm linh, khởi tâm giết cha mẹ chưa giết được mà quả nó đã định hình, sau này sẽ bị chính cướp giết chết mình. Cái kiếp này là kiếp thứ 500, là cái kiếp cuối cùng ngài trả nốt cái quả báo này, chứng thánh quả A-la-hán rồi mà vẫn còn bị bọn cướp nó đến, nó băm vằm thân xác ra như vậy, giết chết. Thưa đại chúng, chúng ta thấy năng lực của nghiệp như nào. Cho nên khi mà ngài về, lúc mà ngài thu xác về, có gặp các huynh đệ bảo thế, bạch đại sư huynh, sư huynh là thần thông bậc nhất chúng em ngưỡng mộ, mà sư huynh mà trổ thần thông thì cái bọn cướp ấy là gì, chỉ một búng móng tay của sư huynh là chúng nó phải bay đi không biết bao nhiêu là dặm. Thế sư huynh này không trổ thần thông ra cho chúng nó một trận chứ gì? Thế thì ngài mới bảo là đến lúc nghiệp đến các huynh đệ thì thần còn chẳng thấy nữa là thông. Thần lúc ấy nó cũng biến đến gọi thần thái còn không thấy nữa là thông. Đến khi nghiệp quả đến thì thần còn chẳng có, huống nữa là thông, mà còn đòi thần thông. Khi nghiệp đến, thần thông nó cũng mất. Đó, thưa đại chúng, sợ vậy đấy. Đức vua Milanda bất giác thốt lên, thật là kinh khiếp. Na Tiên nói, vâng, thật là kinh khiếp. Ví như đức vua chí tôn trong một nước, oai lực bao trùm khắp quốc độ, bao trùm cả văn võ triều thần, quan quân, muôn dân, bá tánh. Chẳng ai trong nước có oai lực bằng đức vua như thế nào, thì thần thông xuất thế gian cũng có oai lực như thế ấy, chẳng có sức mạnh thế gian nào so sánh được. Tuy nhiên, khi đức vua ấy hết phước, nghiệp đến, thì oai lực của đức vua chẳng thể nào đương cự được với tử thần. Sức mạnh của tử thần phá vỡ, xâm phạm oai lực của đức vua như thế nào, thì sức mạnh của nghiệp quả cũng phá vỡ, xâm phạm năng lực thần thông y như thế đó, tâu đại vương. Na Tiên lấy ví dụ, vua là bậc oai lực nhất trong một nước, và có quyền sinh quyền sát trong tay.
hoàng quyền lực là bậc nhất rồi. Nhưng mà khi mà vua cũng hết phước, hết về thọ mạng, thần chết đến thì vua cũng có chống cự được đâu. Khi tử thần đến bảo thôi ngày mai đi là đi, vào có làm vua cũng không chống được, muốn ngồi tiếp một ngày nữa trên ngai vàng cũng không được. Thần chết đến vào ngày mai là phải đi rồi, là đi đấy. Đấy gọi là nghiệp, tử nghiệp khi nó đến là phải đi, không chống cự lại được. Ví như có một tên cướp hung dữ, đã mất hết thiện tâm, nó giết người cướp của, phá xóm làng, chẳng ai có khả năng làm cho nó sợ hãi. Bà con quyến thuộc, cha mẹ, anh chị, xóm giềng không ai có thể khuyên răn giáo dục cho nó cải ác tùng thiện được. Tuy nhiên, quan quân và pháp luật của đức vua có một oai lực lớn hơn, chẳng ai có thể ngăn cản đức vua bắt giữ và trị tội tên cướp ấy. Năng lực thần thông của đại đức Mục Kiều Liên so với năng lực quả nghiệp hung dữ mà ngài đã tạo cũng y như thế đó, Tâu Đại Vương. Đó. Na Tiên lại lấy ví dụ nữa, cũng giống như một thằng cướp rất hung dữ, ghê gớm, gia đình, dòng họ, bạn bè không ai can được nó. Nhưng mà pháp luật nhà nước, luật vua và quân của vua có thể bắt được nó, trị tội nó được. Thế thì thần thông của Mục Kiều Liên tuy là mạnh thật, nhưng mà nghiệp quả của ngài quá lớn. Cho đại chúng thấy cái tội bất hiếu với cha mẹ, vào giết hại cha mẹ. Cho nên trong năm tội gọi là ngũ nghịch trọng tội thì có cái tội giết cha mẹ là ngũ nghịch trọng tội, một trong năm tội trọng phải đọa địa ngục. Đó, chúng ta thấy đấy, không phải thời xưa mới có mà thời nay ta thấy rất nhiều chuyện đấy, con cái giết cha mẹ đấy. À, năm trước thầy có kể câu chuyện ở Hoàng Mai đấy, cái cậu này giết cha và giết mẹ luôn đó, chỉ vì lô đề cờ bạc thôi đó mà giết cha giết mẹ, nhiều lắm thưa đại chúng. Đó thì cái tội ấy là cái tội phải đọa lạc, tội ấy là tội không thể nào được, cực nặng. Đây là trong tiền kiếp Mục Kiều Liên chưa giết chết cha mẹ, và mới chủ ý và mới gọi là phương tiện rồi, đánh đập rồi, chưa giết chết, tức là cái sự việc giết chết nó chưa xảy ra mà đã chịu cái quả nghiệp phải bị cướp nó giết rồi đấy. Chúng ta thấy sợ. Năng lực của quả nghiệp là thần lực của bọn cướp, Tâu Đại Vương. À, khi nghiệp trổ quả, bọn cướp mới ra tay được. Khi nghiệp chưa trổ quả thì một vạn lần như bọn cướp ấy có thể làm gì trước thần thông bất khả tư nghị của ngài Mục Kiều Liên được đâu. À, Na Tiên mới nói, nếu khi nghiệp quả chưa trổ ra thì 1.000 bọn cướp như thế cũng không thể nào mà có thể giết được Mục Kiều Liên. Đại chúng thế. Nhưng mà khi nghiệp đã đến thì không thể được. Đấy, thầy cũng thường kể cái câu chuyện khi đại chúng là những cái anh gọi là anh hùng hảo hán tướng cướp đấy, giang hồ, giết người không ghê tay, mặt lạnh hơn băng. Đó. Cái đợt thầy vào trong, đi vào trong thăm cái gọi là tử tù, khám tử tù đấy, gặp một cái cậu tù nhân tử hình ở trong đấy, cái gọi là phạm nhân tử tù đấy. Tớ nó nhìn, nó chỉ vào mặt thầy, nó bảo thầy, thầy nhìn cái mặt con xem nó đã bớt lạnh chưa. Trời ơi, thầy nhìn mặt nó, mặt nó lạnh tanh luôn đấy thưa đại chúng. Con nó giết 4 mạng đấy thầy ạ. Đấy, nói thế, giết 4 mạng, mặt nó lạnh tanh. Nó lại hỏi thầy, thầy nhìn cái mặt con nó bớt lạnh chưa thầy. Trời, thầy nói mặt nó nhìn thì khủng khiếp thưa đại chúng. Thế nhưng mà những anh hùng kiểu đấy đấy, thưa đại chúng, đến ngày mà tuyên bố tử hình, sáng mai đi tử hình, hôm nay cho ăn bữa cơm thật ngon, không đứa nào nuốt được. Ngày mai mở khám ra, đọc lệnh đem đi xử bắn. Tất cả thầy nghe các anh kể chuyện là đứa nào cũng ngã gục hết. Tuyên bố cái là nó ngã gục, có đứa nó gọi là vãi cả đái ra. Cái chất anh hùng mất hết. Gọi là gì? Khi nghiệp đến rồi, anh hùng khí phách thế nào cũng không được nữa. Lúc ấy mà cái anh hùng nó đâu? Không còn nữa.
Có thể ngày hôm trước vẫn còn gớm ghê lắm. Đó, gọi là khi nghiệp quả đã đến. Giống như trường hợp của Ngài Mục Kiều Liên đấy. Wow. Khi nghiệp đến, thần thông không trổ được nữa. Như vậy đấy, đại chúng, không trổ được nữa. Đó. Phải chấp nhận để trả nghiệp đấy. Để trả nghiệp. Cho nên ấy, cái câu chuyện nghiệp báo thì trong Kinh Phật kể rất nhiều về trả nghiệp. Chính dòng họ Thích Ca, dòng họ Thích Ca khi mà bị vua Lưu Ly sang tấn công để giết hại, thì Mục Kiều Liên ấy, đã dùng thần thông của mình thu hết tất cả những người dòng họ Thích Ca còn lại vào trong cái bình bát của mình, bay lên hư không. Nghe không? Đại chúng nghe câu chuyện mà vua Lưu Ly giết dòng họ Thích đấy. Thì câu chuyện vua Lưu Ly giết dòng họ Thích nó có cái nhân duyên là thế này. Vua Lưu Ly là con, là thái tử của vua Ba Tư Nặc. Thế thì vua Ba Tư Nặc á, thì lại là rể của nước Ca Tỳ La Vệ. À, tức là khi mà vua Ba Tư Nặc là cái nước Kiều Tát La, đấy là cái nước ấy rất là to, là láng giềng của nước Ca Tỳ La Vệ. Thì vua Ba Tư Nặc á, là muốn cầu hôn với công chúa của nước Ca Tỳ La Vệ, vì nước Ca Tỳ La Vệ rất nhiều con gái đẹp. Ca Tỳ La Vệ là nước mà vua cha Tịnh Phạn ở đấy đấy, là Đức Phật chúng ta sinh ra ở đấy. Thế thì nước Ca Tỳ La Vệ lại nghĩ rằng là không hiểu sao tính toán thế nào lại không cho công chúa mà cho một cô nô tỳ. Nhưng cô này rất xinh đẹp, sang đấy cho ăn mặc đúng như công chúa, cho sang đấy để lấy vua Ba Tư Nặc. Và cô nô tỳ là ai thưa là đại chúng? Chính là hoàng hậu Mạt Lợi đấy. Chính Mạt Lợi phu nhân này là một cái cô nô tỳ, là một cái người nô tỳ trong cung thôi đấy. Nhưng mà được ăn mặc rất đẹp, tất cả vì cô cũng rất đẹp, nhưng cô thuộc xuất thân trong giai cấp nô lệ. Đó, cái giai cấp đẳng cấp thấp đấy, gọi là giống như thủ Đà La đấy. Đấy. Thế nhưng mà bên này ấy, vì nước nhỏ cho nên cũng nghĩ cái ông vua bên kia ông dùng cái nước lớn ông cậy như thế để ông cầu hôn mình, ông đòi lấy con gái của dòng họ Thích Ca. Thì bên nước Ca Tỳ La Vệ này không cho, mà cho một cô nô tỳ này sang, chính là hoàng hậu Mạt Lợi. Sang đấy lấy vua Ba Tư Nặc, và lấy vua Ba Tư Nặc sau này thì sinh ra thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà là cái người mà cúng cái tinh xá Kỳ Hoàn cùng với ngài Cấp Cô Độc đấy dâng cho Phật. Sinh ra thái tử Kỳ Đà, và người con thứ hai chính là thái tử Lưu Ly. Thì thái tử Lưu Ly này sau này lớn lên thì giết chết anh là thái tử Kỳ Đà đấy, rồi giết cả vua Ba Tư Nặc, chiếm ngôi, cướp ngôi. Nhưng lúc này á, thì thái tử Lưu Ly cái lúc còn trẻ khi sang nước Ca Tỳ La Vệ, gọi là về quê ngoại để thăm quê ngoại, thì trong một cái buổi mà đi chơi này thì đến một cái cung, thì thấy một cái tòa sư tử rất đẹp, cái tòa ngồi sư tử rất đẹp. Thì thái tử lúc ấy còn bé, Lưu Ly còn bé mà, leo lên trên đấy ngồi. Thì leo lên ngồi thì bị mấy vị quan đại thần đấy mới đuổi xuống. Vì thái tử Lưu Ly là con vua Ba Tư Nặc, nhưng mà khi mấy vị đại thần ở bên nước Ca Tỳ La Vệ đuổi xuống, mắng bảo mày là con của cái con nô tỳ, mày cao quý gì mà mày ngồi cái tòa này, là chúng tao lập lên là để đón Thích Ca, Phật Thích Ca về để giảng pháp đấy. Lúc ấy chuẩn bị đón Phật Thích Ca về đó. Thế thì mấy ông đại thần thì mới mắng thái tử Lưu Ly, mày là con của đứa nô tỳ. Thế thì thái tử Lưu Ly không hiểu sao mình lại là con của nô tỳ. Và về sau ông về ông điều tra thì ông mới biết câu chuyện mẹ mình hoàng hậu Mạt Lợi chính là nô tỳ ở bên nước Ca Tỳ La Vệ, mà Ca Tỳ La Vệ đưa sang bên này. Cho nên là ông thái tử Lưu Ly ông ấy khởi tâm căm thù dòng họ Thích Ca. Ông quyết sau này ông sẽ báo thù. Cho nên khi mà ông ấy cướp được ngôi vua cha, ông lên thì ông quyết trả thù, và ông đã 3 lần giấy binh sang để đánh
nước Ca Tỳ Lạ Vệ và đòi giết để giết nước bên đó. Thì chúng ta nhớ câu chuyện đấy, ở trong chùa mình có bức tranh đấy, mà Đức Phật chúng ta đã ba lần ra ngồi giữa đường để can Thái Tỷ Lưu, vua Lưu Ly không sang bên này đánh giết nước Ca Tỳ Lạ Vệ rồi ngõ Thích Ca nữa. Đến lần thứ ba thôi, Phật chỉ can đúng ba lần thôi. Và sau đó Phật biết là thôi, đây cũng là nghiệp quả của dòng họ Thích Ca, phải trả. Lần thứ tư, ông mang quân sang đánh, Phật không ra, không can nữa. Và ông mang sang là ông giết, gặp ai dòng họ Thích Ca là ông giết bằng hết. Thì lúc này Ngài Mục Kiều Liên thấy đau xót quá. Mình là đệ tử của Phật Thích Ca, mà thấy dòng họ của Phật, của sư phụ mình, bây giờ bị ông vua Lưu Ly sang giết này. Thế thì Ngài dùng thần thông, Ngài mới bắt hết tất cả những người dòng họ Thích còn lại, bỏ vào bình bát của mình, bay lên hư không. Nhưng mà khi bay lên hư không xong xuôi, khi mà vua Lưu Ly sang nó tàn sát hết cái thành Ca Tỳ Lạ Vệ xong rồi, đó, kéo quân về, thì Mục Kiều Liên mới hạ bình bát xuống, mới bạch Phật là con đã cứu những người dòng họ Thích còn lại ở trong bình bát này, bạch Thế Tôn. Thế Phật bảo, ông hãy xem nghiệp quả, mà ông hãy mở ra xem nghiệp quả. Thì Mục Kiều Liên thì cũng vui, nghĩ là mình cứu được dòng họ của sư phụ mình thế này. Khi mở nắp bình bát ra thì thấy bên trong là một bát máu, tất cả biến thành máu hết, không còn một ai sống sót. Nên thưa đại chúng, cái câu chuyện này để chúng ta thấy nghiệp đấy. Đấy. Thế và sau đó vua Lưu Ly thì cũng bị trả quả báo. Về thì Đức Phật mới, mọi người đưa câu chuyện lên bạch Phật là vua Lưu Ly sang giết dòng họ Thích như thế. Thì Phật nói rằng vua Lưu Ly 7 ngày nữa sẽ bị chết cháy và đọa địa ngục. Thế ông vua Lưu Ly thì ông mới nghe thấy cái tin là Phật nói rằng mình sẽ bị chết cháy, ông rất sợ. Thế nhưng mấy ông quan á, mấy quan cận thần thì nói là không, cái ông Thích Ca Cổ Đàm này chắc là vì mình giết họ hàng nhà ông ấy, cho nên ông cứ dọa mình hết rồi đấy, làm gì mà phải sợ. Thưa với bệ hạ, bệ hạ không phải sợ, ông ấy dọa mà. Tại chẳng qua mình giết họ hàng nhà ông thì giờ ông cứ dọa mình hết. Thế bệ hạ cứ yên tâm, 7 ngày nữa chả làm sao đâu. Mà nếu mà bệ hạ sợ chết cháy rồi, tôi nghĩ cách thế này, tôi đóng thuyền đưa bệ hạ ra giữa sông thì làm sao mà cháy được, đúng không? Giữa sông nước thì làm sao cháy được. Thế là ông vua Lưu Ly nghĩ hay quá, bảo đúng rồi, cho đóng thuyền tất cả, rồi cho cung nữ cung nước đồ ăn thức uống mang hết ra, làm mấy cái thuyền rất lớn ra giữa sông để ở, đợi hết một tuần để xem nó có cháy không. Ở giữa sông nước thì làm sao mà cháy, có gì nhảy xuống nước chứ. Thế mà đại chúng, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba không vấn đề gì, mọi người cũng, ông vẫn lo, nhưng mà mấy quan linh thần nó vẫn động viên, mà không sao, như vậy chỉ còn vài ngày nữa là qua cái nạn này đấy. Đến ngày thứ sáu, ngày thứ bảy cũng chưa thế, sang ngày thứ bảy chưa thấy gì. Thế là chúng động viên mà thôi, hôm nay mình ăn mừng, thấy không? Thế là tổ chức tiệc ăn mừng, ăn uống no say rượu, chắc là hồi không có bia đâu, rượu giết là say xưa, múa hát ca. Cuối cùng thế nào mà đại chúng biết không? Những cái đèn nến ấy, nó mới đổ ra, say, mọi người say hết đấy. Thế là gió nó thổi, đèn nến nó đổ ra, bén vào màn, vào trướng, cháy tất cả, chết trụi hết tất cả luôn trên sông, cháy hết luôn, đúng đêm hôm thứ bảy đấy. Thì Đức Phật nói là vua Lưu Ly sẽ chết cháy, thì đúng tối thứ bảy là chết hết tất cả. Vua Lưu Ly bị chết, thiêu rụi hết tất cả cái đoàn thuyền, chết hết giữa sông luôn. Thế lại chỗ mình vẫn thấy thuyền vẫn cháy ở giữa sông, có sao đâu, tàu đấy vẫn cháy ở giữa sông đó, giữa nước mà cháy đấy. Đó đấy, thì đấy cũng là nghiệp đấy, đại chúng đó. Thì đây kể cái câu chuyện này để chúng ta thấy là nghiệp quả thật là khó tránh. Thì kính thưa đại chúng, qua bài kinh này thì chúng ta thấy đối với đạo Phật thì thần thông không phải là mục đích của người tu đạo Phật. Thần thông rất là hay, ai cũng thích thú và ai cũng muốn có, nhưng nó lại không phải là cái mục đích cứu kính của đệ tử Phật. Vì thần thông không giúp chúng ta hết khổ não được. Và có thần thông á, mà tâm vẫn ô nhiễm, vẫn bất tịnh,
vẫn tham sân si. Như ông Đề Bà Đạt Đa là ông đã có ngũ thông đấy, ông có thần thông, ông muốn tranh chức với Phật, lãnh đạo tăng đoàn, cho nên ông nghĩ ông câu kết với vua A Xà Thế để hãm hại Phật. Đấy, ông có thần thông đấy thưa đại chúng. Nhưng mà thần thông để làm gì? Cũng giống như những anh võ sĩ có võ rất giỏi, nó đánh một lúc là có thể hàng chục người ngã, nhưng mà không có đức, không có tâm đức gì cả, thì võ ấy chỉ trở thành kẻ ác hại thôi. Phải không? Cho nên ấy, cái lò võ chân chính ấy, thì bao giờ cũng phải dạy người ta vào đấy phải tu cái đức trước đã. À, học cái đức của người quân tử xong rồi mới học võ. Chứ còn chưa học cái đức, chưa học nhẫn mà đã học võ thì người ấy sẽ trở thành kẻ sát nhân thôi. Đấy. Anh có một chút võ vẽ không? Giống như anh có một chút thần thông, anh sẽ đi anh lừa gạt, anh hại người. Wow. Vì tâm anh còn cấu nhiễm, tâm anh còn ô nhiễm, thì thần thông anh dùng để anh lừa người thôi. Phải không? Anh lừa gạt người khác, thế thôi. Đó, cho nên Đức Phật là Đức Phật không đặt mục tiêu tu để đắc thần thông. Nhưng khi mà chúng ta tu hành mà chứng thánh quả thì thần thông tự nhiên nó sẽ có. Chúng ta không được đặt lầm, mục đích khác nhau. Một đằng mục đích là tu để sạch các lậu hoặc, diệt trừ sạch tham sân si, nghe không? Thanh tịnh được tâm mình thì tự nhiên thần thông sẽ có. Thế còn nếu mục đích tu để có thần thông thì tâm chưa chắc đã được sạch. Cho nên Đức Phật ấy không khuyến khích tu để lấy thần thông. Thì có một câu chuyện, hôm ấy Đức Phật đi giáo hóa, trên đường về Ngài phải đi qua một con sông lớn cùng với các đệ tử. Thế thì Ngài đến thì thấy mọi người trên bến sông bu rất là đông vào đấy để xem một cái vị gọi là tiên nhân, vị trổ thần thông. Thì vị này đang thể hiện phép thần thông cho mọi người xem là vị có thể đi trên mặt nước, lướt ở trên mặt nước này, từ bên này sang cái sông rất nhẹ nhàng, không ướt chân. Nè, ai cũng trầm trồ khen, dân là thích lắm. Thưa đại chúng, bây giờ mình mà nhìn thấy vị đấy thì mình cũng thích chứ vào. Nè, bây giờ mà nó lướt từ sông coi như là bạch đằng từ bên này sang bên kia, mình cũng thấy khiếp rồi đấy. Mọi đi với lướt như thế, đi đi lại lại. Thế thì khi mọi người thấy Đức Phật đến thì mọi người cũng quay ra đảnh lễ xá chào Phật. Và cái ông mà ông tiên, ông này không gọi là tiên, gọi là giống như ông luyện yoga đấy. Ông quay ra, ông cũng chào Phật. Ông cũng rất tự hào vì thấy đại chúng là đang ngưỡng mộ mình mà. Ông tự hào, ông cũng lễ Phật chào Phật. Thế thì Phật mới hỏi là ông tu luyện để đạt được cái mức này là bao nhiêu lâu? Thế thì ông này ông bảo là tôi mà để rèn luyện được cái mức mà gọi là có thể đi trên mặt nước được này là mất 30 năm đấy thưa Ngài. 30 năm rèn luyện khinh thân thì mới đi được thế này. À, thế thì đại chúng là vỗ tay trầm trồ lắm, thấy ông này công phu khổ luyện rất trầm trồ. Thế thì Đức Phật bảo đúng là tôi nói thật, ông đừng buồn, ông phí mất nửa cuộc đời. 30 năm của ông tôi chỉ mất đúng 3 xu thôi, là người ta chèo thuyền tôi sang sông rồi, tôi chỉ mất có 3 xu. Ông đổi 30 năm cuộc đời, ông chỉ là đi được trên mặt nước, thì tôi chỉ bỏ ra có 3 đồng xu thôi, là tôi cũng đi trên mặt nước từ bên này sang kia bằng thuyền. Đó. Ông thấy không? Mà ông thấy ông hãnh diện như thế này, ông có được cái gì đâu. Đó. Ông không giải thoát được cái tâm của ông, cái ngã của ông càng ngày càng lớn, ông đọa đó. Đó. Và cái ông đạo sĩ này ấy, sau đó ông đã quy y Phật và xin đi tu Phật đấy thưa đại chúng. Ông mới biết là đúng thật, nếu mình chỉ luyện để lấy cái này không làm gì thưa đại chúng, không có tác dụng gì cả, phiền não trong tâm mình vẫn còn đầy. Nếu một ai mà chê trách ông là ông phiền khổ ngay, phải không? Vì ông đã lọc được sạch những cái tâm tham sân si đâu, cho nên khổ vẫn còn trong tâm, dù là đi trên mặt nước mà vẫn khổ. Cho nên đầy thầy nói rất nhiều các vị võ sĩ võ sư thì vẫn rất phiền não, rất khổ chứ, có khi tự tử rồi. Nhiều vị võ sĩ võ sư, phải không?
còn làm những chuyện đồi bại nữa đấy. Trong tâm không sạch được. Cho nên thành thánh không phải ở cái thần thông, mà thành thánh là ở cái chỗ tâm của mình được tôi luyện, được thanh tịnh ngay chưa. Đấy mới là thánh. Gột sạch được những cấu uế chưa mới là thánh, chứ không phải ở cái chỗ thần thông này. Cho nên đạo Phật chúng ta không chú trọng thần thông, mặc dù thần thông rất là hay, nó là sự thật và rất là quý đấy. Nhưng không phải là mục đích chính của người chúng tu hành theo đạo Phật chân chính của chúng ta. Cho nên kết thúc bài này thì Thầy rất mong toàn thể đại chúng chúng ta hiểu giữa thần thông và nghiệp lực, nghe không? Điều rất quan trọng là chúng ta phải tu tập chuyển hóa tâm để chuyển hóa được nghiệp lực, nghe không? Tâm mình chuyển thì nghiệp sẽ chuyển, nghe không? Đại chúng đã nghe câu chuyện Đức Phật trong một tiền kiếp khi Ngài bị đọa địa ngục đó. Lúc ấy Ngài cũng làm người con bất hiếu. Khi Ngài ở trong địa ngục, Ngài thấy rất nhiều tội nhân trong địa ngục chịu cái vòng lửa trên đầu đau khổ rên la. Ngài khởi cái tâm bi mẫn thương xót: tôi xin nguyện chịu thay cho tất cả những tội nhân này. Nghe không? Bao nhiêu vòng lửa ấy xin đến hết đầu tôi thì tôi chịu. Và tôi nguyện từ giờ trở đi tôi không bao giờ bất hiếu với cha mẹ nữa. Đó. Sau khi Ngài chuyển được cái tâm thế, Ngài phát nguyện thế, thì cái vòng lửa trên đầu Ngài tự nhiên biến mất. Vòng lửa trên tất cả các tội nhân trong địa ngục cũng biến mất. Và tất cả ngày hôm ấy cùng được sinh thiên. Đấy là do tâm chuyển mà nghiệp nó chuyển. Đó. Cho nên đối với đạo Phật chúng ta phải trọng tâm, tu tập tâm để chuyển hóa nghiệp. Nghiệp chuyển, chứ không phải chúng ta tu để cho mình có thần thông. Thần thông để mà làm gì? Thần thông không chuyển được cái nghiệp này, thưa đại chúng. Đó, nhá. Cho nên Thầy rất là mong đại chúng hiểu được cái điều hôm nay. Xem phim Tây Du Ký thì rất thích, thần thông mình cũng rất thích, nhưng mà mình biết nó không phải là cái chính. Thích thì thích, nhưng biết nó không phải là chính. Mà ta phải quay về, sửa tâm mình, thắng được tâm mình. Đấy mới là cái thần thông lớn nhất đấy. Và chiến thắng tâm mình mới là mình có cái thần thông lớn nhất.